Lời Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Giá trị tinh thần của lời nói. Tại sao tu tâm không bằng tu khẩu? Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Quả vậy, nghiệp báo từ những lời chúng ta nói là có thật. Vết thương trên thân thể, theo thời gian, có thể lành lại. Nhưng vết thương từ lời nói, có thể in mãi trong lòng, thấu tận tâm can. Lời nói là vô hình, mà từ xưa đến nay đã gây nên bao nụ cười và nước mắt. Ác khẩu làm cho anh chị em xa lánh, bạn bè tốt rời xa, gia đình ly tán. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Ai trên đời cũng có lòng tự trọng, đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy. Bằng không, phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần. Phật dạy về ác khẩu và quả báo. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích người chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý kiến, lời nói phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự mình điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh quà cho mình. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ác sẽ xa lánh, quyền rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi về sau. Nho giáo có dạy rằng, dấu ít ngữ ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy, đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo, thì phải học cách cảm tình bản thân. Chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Lời nói là thứ ngôn ngữ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, là phương tiện kết nối, truyền đạt, đem lại sự thấu hiểu lắng nghe, giúp đỡ con người với con người về mặt tinh thần, an ủi khi buồn, chia sẻ khi vui. Giá trị tinh thần mà lời nói đem lại sẽ giúp con người chúng ta vượt qua nhiều nghịch cảnh, nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng không ít lời nói lại làm mất lòng nhau, gây cho nhau sự đau khổ, tổn thương lẫn nhau. Trong giới khoa học, lời nói giúp truyền tải các quan điểm nghiên cứu để khoa học được tiếp thu phát triển. Trong công việc, lời nói là cách thức trao đổi, làm việc nhóm, góp ý, động viên nhau. Trong đời thường, lời nói là sự bày tỏ yêu thương, chia sẻ cùng nhau, là cách nói năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Lời nói là một thứ ai cũng có, là một bản năng của con người. Ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình, được nói lên những cảm nhận về người khác. Lời nói còn là phương tiện để trao đổi thông tin, bộc lộ tình cảm. Với những giá trị mà lời nói mang lại đã đủ để cho thấy tầm quan trọng của nó. Nhưng lời nói lại không mất tiền để mua, mà vẫn có thể nói được. Vì vậy,
người xưa vẫn thường răn dạy chúng ta phải biết cách chọn lựa, phải suy nghĩ thấu đáo, uống lưỡi 7 lần trước khi nói ra một vấn đề gì, để tránh làm mất lòng, tổn thương người khác. Một lời nói có thể dẫn con người đến niềm vui tột đỉnh, nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ. Nó có thể cứu giúp một cuộc đời, nhưng cũng có thể kết thúc một cuộc sống. Cái hay của lời nói không phải là âm thanh được phát ra, mà đến từ nội dung, cảm xúc được truyền đạt bên trong nó. Chúng ta mất một vài năm học mẫu giáo, 5 năm học tiểu học, 4 năm học trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, nhưng lại mất cả đời để học nói. Nhà văn tác giả cuốn tiểu thuyết Nhà giả kim Paulo Coelho nói: những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc. Chúng ta phải học cách nói để khi nói ra không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau, để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết, để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không khiến người ta nổi giận, để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này vừa là do nghiệp, vừa là bởi nghiệp. Nghiệp đẩy ta đi, nhưng nguyện giúp ta chọn nơi tốt nhất để đến. Cho nên chúng ta nguyện có những điều an lành đến với chúng ta. Chúng ta thường gặp những thiện duyên được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nguyện và học để nói với những lời tốt đẹp. Làm sao để mình, để người được thanh thản? Đừng nói theo cách bới móc, rác rưởi, mà nói lời hay ý đẹp, hoa nở xinh tươi. Trong mọi mối quan hệ đều có hai mặt của vấn đề. Để chiến thắng một cuộc tranh cãi thì chính chúng ta đã thua. Thua gì để tranh cãi có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Thua chính mình vì mình không kiềm chế được cảm xúc nhất thời, muốn phân đúng sai. Đúng sai ra sao, cuộc đời sẽ dạy cho họ. Không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra được bài học cho chính mình. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái dòng luẩn quẩn của nhân và quả mà thôi. Cuộc đời cũng dài rộng lắm, miệng đẹp tâm tốt cần phải tu mỗi ngày. Tạo hóa rất công minh, khi sinh ra 2 con mắt để nhìn cho thấu, 2 tai để nghe cho hiểu, 2 chân để đi cho xa, 2 tay để nâng làm việc giúp đời, nhưng lại chỉ cho ta 1 cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói những lời đáng nói, buông những lời cần buông, tu khẩu tu tâm cho nhẹ muộn phiền. Lời nói của con người vừa có sức nặng quỷ diệt, vừa có sức mạnh hàn gắn vết thương. Khi những lời nói vừa chân thực lại chứa đựng hảo ý, thì có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Quả đúng như vậy. Lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những nỗi buồn khổ. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên đúng lúc, có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của ai đó, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện trong họ, khơi gợi nảy mầm những chủng tử tốt đẹp. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như thế. Đức Phật dạy rằng, ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong 4 điều bất thiện thuộc về lời nói. Vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nó sẽ gây ra nhiều tác nhân cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Đức Phật khuyên, chớ nói lời làm tổn thương người, ác khẩu, ác chiêu mời quả báo. Đức Phật nói, nơi thân thể chúng ta có 3 chỗ phát sinh ra nghiệp. Thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý nghĩ, gọi là thân, khẩu, ý. Trong đó thân có 3 nghiệp ác là sát sinh,
trộm cắp, tà dâm. Ý có nghiệp là tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, tà kiến. Còn khẩu có bốn nghiệp: một là nói dối, hai là nói lời hung ác, ba là đâm thọc, kích bác người này, kích bác người kia để họ mâu thuẫn nhau, bốn là nói lời thiêu dệt, có ít mình nói ra nhiều, gọi là nói lời ác độc, quyền rủa, nói những lời cay nghiệt, đó là nghiệp miệng, theo lời Phật dạy. Sống trên đời nên thận trọng với ác nghiệp, bởi vì ác khẩu, ác ngữ là lời nói thâm độc, thô bạo, mắng giết, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Nhưng còn tùy vào ngữ cảnh giao tiếp, không phải lúc nào nó nặng lời hoặc lớn tiếng cũng là ác khẩu. Khẩu nghiệp chính là những khẩu nặng nề nhất trong mọi người. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vết thương gây ra trên thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương trong lòng gây ra bởi lời nói thì chưa biết bao giờ mới lành lặn được. Trong sách có một câu như sau: phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó, hay Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là người trí, người giác ngộ thì làm việc gì, nói lời gì, nghĩ điều gì, luôn luôn cẩn trọng cân nhắc đến hậu quả của nó. Còn người mà nói năng thô thiển, tư xử theo cảm tính, suy nghĩ cá nhân, ích kỷ, để được thỏa dạ, hạ lòng, khi hậu quả đến thì vạn phần âu lo. Con người sống ở đời mà dùng lời nói thâm độc, thô thiển, mắng nhiếc, chửi rủa, thì trước hết chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, thiếu đạo đức, không văn minh trong lời nói giao tiếp, hạ thấp uy tín của bản thân. Không ai trong cuộc đời này có thể yêu thương con người như vậy được. Người thân trong gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lây nhiễm bởi những lời nói ác khẩu này. Là bậc làm cha, làm mẹ, nếu thường dùng ác ngữ đối với con cái, thì những đứa trẻ này sẽ tiếp nhận và trong quá trình trưởng thành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính chất bất thiện này. Một đứa bé được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có nhiều yếu tố bất thiện, thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tố chất đó. Còn nếu là phần con cái thường nói những lời thô bạo, thâm độc, thì chắc chắn cha mẹ thầy cô sẽ dây dứt, nao lòng. Những điều này Phật giáo gọi là nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của bản thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Cổ nhân thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng đều có báo ứng tương xứng. Trong cuộc đời có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền, càng ít nói thì càng tốt. Bởi theo Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến cho bạn hao tổn hết sạch phước đức. Thứ nhất, tránh lời nói vô căn cứ, nói lời dối trá. Thứ hai, tránh lời nói đưa chuyện thị phi. Thứ ba, tránh lời nói tiêu cực, than phiền. Thứ tư, tránh lời nói ác độc, làm tổn thương người khác. Thứ năm, tránh lời nói xấu người khác. Và thứ sáu, tránh lời nói bất kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại: nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thiêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh thiệt hại hay xa lánh. Vì thế cần phải tránh xa. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành,
cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Đức Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây ra quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của mình. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hạnh phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham, sân, si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ như thế nào thì con người của chúng ta cũng như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách, sao cuộc đời mình không may mắn như người ta? Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này than phiền một ngày chỉ bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này. Bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Người xưa có câu: lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương thân lục nguyệt hàn. Có nghĩa là một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng rộng. Đức Phật đã dạy, ở đời luôn có luật nhân quả, đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người khác hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác, cũng có người khác lừa dối bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Đức Phật còn dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói, chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Người xưa có câu: học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng, cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ
và làm tổn thương người khác, thậm chí rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói ác khẩu hay làm chuyện hại người, soi mói, nói xấu, chửi rủa người khác chẳng làm ta tốt lên được. Vậy, tốt nhất thay vì ngồi bới móc, hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân mình. Khẩu nghiệp là loại nghiệp nặng nhất. Những câu nói vô tình có thể tạo ra nghiệp chướng vô lượng. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói của người khác, nhưng cuộc sống là của chính mình. Người xưa có câu: bệnh từ miệng mà vào, quả từ miệng mà ra. Phước quả tại miệng. Lời nói là vô hình, nhưng nhân quả báo ứng là thật. Sống ở đời nên biết tu khổ để tránh rước họa vào thân. Tu khổ cũng là để tích đức cho con cháu sau này. Sự thật ít biết về địa ngục, chuyện có thật ở Việt Nam. Tôi tên Nguyễn Trần Tuyết Trinh, hiện ở đường Kha Dạ Cân, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Có một chị bạn đồng nghiệp làm chung công ty với nhau ở khu công nghệ cao quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Chị tên đầy đủ là Hứa Ngọc Thủy, sinh năm 1965. Lúc đó tôi 21 tuổi, chị cũng 50 tuổi rồi. Đáng lý gọi bằng cô, nhưng trong chị còn rất trẻ. Với làm chung công ty nên gọi chị em cho thân mật. Chị có dáng người nhỏ, làn da trắng, gương mặt chị đầy vẻ phúc hậu, với một nốt ruồi son điểm ở trán. Chị quy y theo Phật từ hồi mới 10 tuổi. Chị ăn chay từ năm 20 tuổi, rất am hiểu Phật Pháp. Chị tên Thủy, pháp danh là Diệu Kỳ. Quê chị ở An Giang, ngay chợ Châu Đốc, nơi có con sông Châu Đốc chảy ngang qua. Chị kể, do cha mẹ chị bị tai nạn qua đời, nên từ năm lên 9 tuổi, chị đã là trẻ mồ côi, tự lập mọi thứ. Năm 10 tuổi, do thiếu thốn, nên chị có vào chùa xin cơm ăn. Cũng từ nhân duyên đó, chị biết đến Phật Pháp. Được một thời gian, chị gặp sư trụ trì, bạch với thầy là mình muốn xuống tóc, nhưng thầy không cho. Thầy nói, chỉ có căn tu, nhưng bụi trần chưa hết nên xuất gia không được. Vì chị có căn tu từ nhiều kiếp nên được thầy chiếu cố. Đặc biệt, không cần đợi nhiều người mà làm lễ quy y cho riêng mình chị. Một hôm, khi qua phòng trọ chị chơi, chị nấu một bữa đồ ăn chay rất ngon đãi tôi. Được một lúc, bỗng chị hỏi tôi, em có tin cõi âm không? Tôi đáp, em tin, nhưng em chưa được chứng kiến. Vậy em tin lời chị nói không? Tin chứ chị, vì chị mà em biết nhiều về Phật Pháp, biết đọc thần chú và cảm nhận sự mát rượi trong tâm hồn khi đọc chú. Vậy em nè, chị sẽ kể cho em nghe chuyện về địa ngục, em có muốn nghe không? Tôi cười cười, chị này khéo biết nói đùa. Chuyện địa ngục sao chị biết mà kể được? Chị lại tiếp, chị sẽ kể bất cứ ai muốn nghe, và đây là hoàn toàn sự thật. Em có căn nên em càng cần nghe. Và chị bắt đầu kể, giọng chị thong thả. Em biết không, hồi đó năm 18 tuổi, chị bị tai nạn xe xém chết. Nhưng mai chị bị chấn thương nặng ở tay và chân. Chị chỉ bị va đập mạnh vào xe bất tỉnh 7 ngày liền. Tôi mới hỏi, vậy ai chăm lo cho chị trong bệnh viện? Là sư cô và thầy trụ trì. Vì chị bị tai nạn gần nơi chị ở mà. Trong thời gian đó, chị lạc vào một khoảng không màu tối, lẻ loi chút ánh sáng. Chị thấy cha mẹ chị rồi, chị thấy Bồ Tát Địa Tạng nữa. Bình thường chị hay tụng kinh Địa Tạng nên hết sức tôn kính ngài. Này được gặp chị mừng quá, nên khi ấy chị đã lại ngài không biết bao nhiêu cái, rồi chạy lại ôm cha mẹ mình. Chị hỏi đây là nơi nào, ngài đáp
đây là địa ngục khiến chị vô cùng hoảng sợ. Địa Tạng Bồ Tát mới nói với chị: con có nhiều phước đức gieo từ ba đời nên ta cứu con khỏi dòng địa ngục, thoát cảnh chết yểu. Ta cứu con để làm lợi lạc nhân thế. Đây là cầu biệt ly. Ngài chỉ về một cái cầu: con hãy từ giả cha mẹ để cha mẹ con đi đầu thai, còn con hãy về lại nơi đã đi, đừng quay lại. Sau lưng con là địa ngục. Chị liền quỳ xuống và lại Địa Tạng Bồ Tát ngàn lần, cảm kích ân đức của Ngài. Ngài nói tiếp: trước con có một đời tu, nhưng con đã sát hại một sinh mạng còn non để cứu người khác, nên con phải chịu quả báo chết yểu. Cũng may do con đã tạo công đức hồi hướng cho sinh linh đó siêu thoát, và đời này con tu học theo Phật tinh tấn, không hoài nghi nên thoát được nạn. Ta hiện cho con biết. Dạ, thưa Địa Tạng Bồ Tát, xin Ngài đại từ đại bi cứu chúng sanh muôn loài và cho con thấy cảnh địa ngục như thế nào để con lòng thêm định tâm ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Do con trồng thiện căn lớn từ kiếp trước nên ta sẽ dẫn con đi. Trông thấy sự tình kinh sợ, con hãy ngậm viên này vào miệng và kết ấn hai tay lại với nhau. Chị liền làm theo lời Địa Tạng Bồ Tát. Hai cánh cổng sắt to lớn vô cùng mở ra. Ở trên cửa có hình đầu chó, miệng há to trừng mắt dữ tợn. Cổng vừa hé ra, lập tức ập đến tiếng ai quán rên la của rất nhiều người gộp lại, cộng hưởng thành một tràng âm thanh khiếp đảm. Mặt đất nơi đây phủ một màn khói lan tỏa âm u, phía trên là một màn ánh sáng đỏ xanh xanh chiếu rộng mênh mông, trông rất ma quái. Từng lớp người nối nhau đi trùng trùng điệp điệp, đông đảo vô cùng. Theo sau họ là quỷ sai nhiều vô kể đứng hai bên. Chị và Ngài Địa Tạng đang bay trên hư không trên những người đó. Chị hỏi Địa Tạng Bồ Tát, mà là hỏi bằng tâm thức chứ không phải bằng lời nói. Và thưa Bồ Tát, cho con hỏi những hàng người này là như thế nào? Những người đi vào là người đến gặp phán quan, những người đi ra là người đi tới cảnh giới khác. Và xin Bồ Tát cho con hỏi ngu muội, làm sao không có ai lễ bái người mà chỉ chăm chăm lo đi thôi ạ? Do họ vô minh nên không thấy ta, cũng như không thấy con, vì con đã được ta cho ngậm viên trấn hình rồi. Chị ngang qua một cung điện như cung vua, nhưng bên trong u ám chứ không sáng sủa gì. Rồi chị cùng Bồ Tát bay xuyên qua một bức vách đá giống như nhũ thạch. Đập ngay vào mắt chị là một màn hỗn chiến thịt máu dương dại khắp nơi, cảnh tượng hải hùng. Người với người hùng hổ lao vào đâm chém nhau không thương tiếc. Đây đó cũng có những con thú như trâu bò dùng sừng lao vào đâm tú bụi. Chị tập trung nhìn một người bên dưới, thấy anh ta bị chém tới chết, thân xác bèn nhảy. Chết rồi, hoàng hồn sống lại, lại bị chém tiếp. Không biết được màn chém giết này sẽ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Thịt máu văng tung tóe, tiếng hét đau đớn cùng cực, tiếng đao kiếm xoang xoảng gộp lại thành một cảnh tượng kinh tâm khiếp đảm. Bất cứ ai chứng kiến rồi đều phải bủng rủng run sợ. Chị hỏi Bồ Tát, vì sao mấy người này lại đâm chém nhau như vậy? Bồ Tát nói rằng đó là ngọn lửa sân si đốt cháy tâm của họ. Họ không muốn thoát, ngày nào cũng không cứu được. Họ không muốn thoát, ngài cũng không cứu được. Những người này toàn là kẻ buôn bán thịt cá, hoặc câu cá giăng lưới bắt các loài sinh vật, hoặc đâm thuê chém mướn. Họ tự làm thì tự chịu, chứ cũng không thể cứu được, vì họ bị một màn vô minh che lấp. Tiếp theo, chị và Bồ Tát xuyên qua một nơi như miệng núi lửa bằng nham thạch nóng bỏng. Chị cảm thấy sức nóng như thiêu đốt dù chị đang ở rất cao. Đây là ngục thứ hai
dạng dạng người. Dù không ai thúc ép, tự nhiên lao mình nhảy xuống biển lửa. Rồi họ còn bị ngàn mũi tên xuyên qua. Tiếng la hét gào khóc kinh hồn, như muốn xé tan cả màng nhĩ lẫn linh hồn của người nghe thấy. Thật sự, ngôn từ có cố gắng thế nào cũng không thể mô tả được những âm thanh, những quang cảnh kinh khủng của địa ngục. Đây chỉ là thuật lại một phần triệu tỷ những gì chị chứng kiến được. Lúc đó, chị mới hỏi Bồ Tát: Bạch Bồ Tát, vì sao những người đó bị lửa thiêu chết đi sống lại, và còn bị ngàn mũi tên bắn xuống xuyên người? Vì sao Bồ Tát không cứu? Địa Tạng Bồ Tát trả lời: Những người này do tâm tham lam bỏng sẻn, kẻ thì rút tiền của dân nghèo, kẻ thì yểm tà mê hoặc lòng người để dơ vét tiền bá tánh. Do bị vô minh ngăn che, không thấy Bồ Tát Địa Tạng trước mắt, muốn cứu cũng chẳng được. Nếu như họ biết niệm Phật thì đỡ đau đớn rồi. Qua hai ngục đó rồi, chị cùng ngài Địa Tạng Vương xuyên qua thêm một vách ngăn giống như thạch nhũ màu trắng. Đường dân trên đó có những hình thù rất ghê rợn. Rồi chị thấy những song sắt, rồi cục sắt trùng trùng điệp điệp, tất cả đã bị nung nóng đỏ. Chỉ có nóng hơn chứ không bao giờ có nguội. Người người lớp lớp phải ngồi lên những trong sắt đó. Chúng dài khoảng hơn 10 cm, tất nhiên là đâu có ngồi yên được. Bao nhiêu mũi trong sắt nhọn cắm vào da thịt đau đớn khôn xiết. Các tội hồn cứ trườn lên trượt xuống, xương thịt lòi ra cả ra ngoài, máu tuôn như mưa. Đã thế, từ đầu nước phân nước chảy của các loại động vật luôn tuôn ra. Họ vừa tắm máu vừa tắm phân giải chịu tần suất không ngưng nghỉ. Song đâu chỉ có thế, từ trên trời sấm sét đánh xuống đùng đoàn thiêu đốt tội hồn. Đây đó lại xuất hiện những tảng đá tròn to nóng phần phật lăn qua người, trăm ngàn thứ đau đớn đổ dồn lại. Mức độ khủng khiếp ở đây chỉ dám khẳng định không có nhà văn tài ba lão luyện nào diễn tả bằng lời mà tả nổi cảnh chỉ chứng kiến. Những kẻ nào tội nhẹ trong ngục này thì ôm cột đồng lúc nóng như nham thạch, lúc lạnh như băng giá. Chỉ chưa kịp hỏi Địa Tạng Bồ Tát thì ngài đã nói: Ngục này dành cho kẻ bất hiếu, trời không dung, đất không tha. Tội đã tạo khác nhau nên mới có hình phạt nặng nhẹ khác nhau. Trên đây chỉ là phần nhỏ của địa ngục này mà chị có thể thấy, chứ toàn bộ địa ngục thì rộng kinh hồn. Em hãy tưởng tượng địa ngục nhỏ nhất cũng bằng hàng ngàn cây số. Tôi nói, vậy chắc địa ngục nhỏ thì bằng nước Việt Nam mình phải không chị? Em nói đúng đó. Mỗi ngục đều rất rộng, vô số chúng sinh trong đó dày đặc nhung nhúc. Bục tiếp theo chỉ đến dù kinh dị không bằng ba ngục chị vừa kể, nhưng lại gây tâm ớn đến tận ốc, từng cơn nổi da gà. Ngục này chứa những hầm cơm dư thừa, nhung nhúc dòi ngoe ngoẩy, rồi cả bò chét và kiến, đủ thứ côn trùng kinh tởm. Những người chịu phạt phải ở trong hầm đó, phải ăn nuốt những đồ ăn dư thừa đã đổ bỏ phí phạm khi còn sống. Còn có những hầm phân của các loài động vật, các tội hồn phải ở trong hầm thưởng thức hết những phân tiểu hôi thối nồng nặc ấy. Đặc biệt là mỗi người một hầm, mỗi hầm chỉ to cỡ tòa nhà 5 tầng thôi. Phần dơi đi lại tự động dâng đầy lên, mà khi nào hưởng hết một hầm đó thì mới đầu thai. Và chị còn thấy một loại hầm đặc biệt nữa. Hầm đó chứa toàn xác chết hôi thối tởm lợm. Các tội hồn phải nuốt sống nuốt tươi những thứ thịt ấy. Vì khi còn sống sát hại sinh vật, mổ heo mổ bò, bán thịt chó. Chứng kiến tận mắt cái hầm đó rồi, chị sợ phát khiếp nên chị mới phát tâm ăn chay tới nay. Có tiền là phóng sanh, cầu sám hối tội cũ, tội nghiệp những chúng sanh trong đó. Nếu họ chịu thành tâm niệm Phật là Bồ Tát cứu được rồi, nhưng mê muội không niệm được thì Bồ Tát đành chịu. Bồ Tát từ bi luôn thương xót những kẻ lầm đường lạc lối, chịu hình phạt.
Đương nhiên là muốn cứu vớt cho họ, nhưng mà họ không phát tâm niệm Phật được thì Địa Tạng Bồ Tát cũng chịu thua. Chị được Ngài dẫn qua một ngục khác. Ngục này thì chị thấy rất đặc biệt, vì có đầy vàng bạc châu báu kim cương, tiền bạc chất như núi, lấp lánh rất đẹp. Nhưng em biết không, họ phải ăn nuốt những thứ đó. Các tội hồn bị những vàng bạc bao vây, từng tảng rơi xuống như mưa đá. Trúng người nào thì bể đầu nát óc, máu chảy như mưa. Người thì bị đè, kẻ thì bị vàng bạc phóng xuyên qua người, hoặc rơi vào tai miệng tắc nghẹn ở đó. Hoặc vàng bạc lọt vào bụng thì nó phình to ra hơn bụng của mấy bà bọc, vừa nặng vừa đau. Địa Tạng Bồ Tát nói đó là hình phạt cho những người tham lam tiền bạc, ích kỷ, bỏng sẻn, mua bán dân lận kiếm lợi, những kẻ quan chức tham ô của dân. Ở một chỗ khác, chị thấy có những chiếc xe không người lái cán nát bét những tội hồn, phọt cả óc, lòi cả xương ra. Người này phải nhặt những mảnh xương thịt của người kia để tiến hành lắp ghép, quan sát, sống lại, cứ như thế luân phiên nhau. Gây rợn nhất là cái màn ghép tay chân tim phổi lại, không ghép thì tự người đó đau đớn kinh khủng. Cứ như thế, trong một ngày mà từng người cứ diễn đi diễn lại, thảm cảnh bị xe đâm nát bét, văng ra từng mảnh xương thịt, rồi lại chấp nối lại cả ngàn lần chết đi sống lại. Đây chính là quả báo của những tài xế cố ý đâm chết người hoặc gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ở một chỗ khác, có cỗ máy rất to lớn, nghiền nát người ra từng mảnh nhỏ, thịt tuôn ra đến đâu, rồi bỏ, bu đèn đến đấy, rồi lại bị xây tiếp cho đến khi nát như bột, xong rồi thì quan hồn lại, bắt đầu xây lại từ đầu. Tội hồn cứ như thế bị hành hình, đến khi nghiệp hết mới chuyển sang những ngục khác chịu hình phạt của những tội khác. Đây cũng là địa ngục cuối mà chị đến. Những địa ngục mà chị chứng kiến cũng chỉ là một góc nhỏ trong hàng ngàn cửa ngục ở đây mà thôi. Đâu đâu cũng là tột đỉnh đau đớn, quỷ khóc sói gào thảm thiết. Đâu đâu cũng là xương tan thịt nát, chết đi sống lại đến vô cùng. Thật là buồn, đời người khi còn sống sao cứ tạo ác để phải nhận đau đớn như thế. Sung sướng trong kiếp người thì đáng bao nhiêu khi so với những đau đớn tột cùng, nỗi đau bất tận này. Sau đó chị được Địa Tạng Bồ Tát dẫn lên dương thế, đến chỗ thân xác bất động của chị. Bồ Tát nói chị hãy nuốt viên ngọc Bồ Tát từng đưa cho chị lúc trước mà nãy giờ vẫn ngậm khi chị đi tham quan cảnh địa ngục. Chị nuốt từ từ và thấy Bồ Tát niệm câu gì đó, hồn liền nhập lại vào thân xác. Chị bừng tỉnh nhìn hướng Bồ Tát đang đứng thì không thấy Bồ Tát đâu nữa, nhưng chị vẫn nghe âm thanh Ngài nói văng vẳng trong tâm: con hãy tu học Phật tinh tấn hơn nữa, rồi con sẽ thấy những cảnh khác, và hãy làm lợi lạc cho chúng sanh khi họ cầu học Phật pháp. Chị bật ngồi lên giống như người đã lành hẳn, quỳ sụp xuống lại Bồ Tát, lại không biết mệt, chị vừa lại vừa khóc như mưa. Rồi khi đó thì mọi người đã đến bên chị. Phật chỉ ra năm kiểu người tu miệng nên dễ gặp được quỷ nhân. Những kiểu người tu miệng nên cuộc đời phú quý, cũng dịp gì họ luôn có lý do để cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, thường được mọi người quý mến, nể trọng, và đặc biệt là không quá bị hoàn cảnh tác động. Phú quý hay phước báo của một người không chỉ nằm ở số tiền bạc mà họ sở hữu, đó còn là một cuộc sống an nhiên, vui vẻ, khỏe mạnh. Ngay cả những người không cần có quá nhiều tiền, nhưng nếu họ biết điều chỉnh tâm lý, biết đối nhân xử thế và có thể tạo ra cảm giác sung túc cho cuộc sống của mình bất cứ lúc nào. Thứ nhất, người không cằn nhằn, khí chất thanh cao. Cuộc sống lúc thăng lúc trầm nên sẽ có những chuyện không như ý xảy ra. Thế nhưng nếu trong lúc đối mặt với khó khăn mà luôn than phiền cằn nhằn sẽ khiến những người xung quanh cảm thấy ái ngại hoặc khó chịu. Thí dụ, mỗi lúc buồn liền than vãn kêu ca cuộc đời bất công, tôi hay gặp đen đủi,
thì chỉ càng thấy cuộc sống của họ trở nên tăm tối, mọi người tránh xa, còn thần tài cũng không dám lại gần. Thế nên, cổ nhân mới kết luận rằng, kiểu người tu miệng nên cuộc đời phú quý, là người không cằn nhằn cáo bẩn mỗi khi gặp nghịch cảnh, vì ở họ luôn tạo ra khí chất mà không phải ai cũng có được. Một người hay cằn nhằn thường tỏa ra năng lượng tiêu cực. Ngược lại, một người luôn tích cực sẽ mang lại cho chúng ta cảm giác thoải mái, dễ chịu khi ở gần. Đồng thời, tâm thái tích cực của họ cũng lan tỏa và khích lệ mọi người, để lại ấn tượng tốt trong lòng người đối diện. Và dĩ nhiên, họ sẽ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Nhưng không cằn nhằn không có nghĩa là đang cam chịu hay nhu nhược. Thực ra, những người này vốn có sự an tĩnh trong tâm của mình, nên không bị ngoại cảnh tác động. Người đó sẽ đủ dũng khí vượt qua nghịch cảnh. Họ đủ khả năng nhìn xa trông rộng và hiểu rằng khó khăn cũng sẽ sớm qua đi, trả lại cho họ những ngày bình yên. Không phải ai cũng đủ may mắn sinh ra là có số mệnh được quý nhân giúp đỡ. Thế nhưng, chính bằng việc bản thân biết tu dưỡng thì cũng đã có thể cải biến số mệnh và thay đổi vận khí của chính mình. Thái độ quyết định hết thảy và tính cách quyết định vận mệnh. Cho nên, một người có vận mệnh tốt hay không, quý nhân nhiều hay ít, đều có quan hệ chặt chẽ với quá trình tu dưỡng. Một người biết tu thân, tu miệng của mình, ở họ tỏa ra khí chất khiến người khác cảm thấy nể phục. Thứ hai, người ăn uống biết tiết chế luôn khỏe mạnh. Phật dạy, ta hãy biết đủ, không chỉ là ở khía cạnh tài chính, mà còn ở khía cạnh ăn uống để đảm bảo sức khỏe và sống thọ. Con người hiện đại không quan tâm tới điều này, vì họ có sở thích thưởng thức càng nhiều đồ ngon vật lạ càng tốt. Lòng tham khiến họ mắc càng nhiều bệnh tật hơn. Các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Ngày càng nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện đã minh chứng cho sự thật đáng buồn này. Ai chẳng thích được ăn ngon, nhưng không phải ai cũng biết cách tiết chế bản thân vì sức khỏe. Kết quả là tự làm khổ chính mình. Có sức khỏe thì ác da vẻ đẹp, vẻ ngoài thanh thoát. Đó thực sự là món quà xa xỉ của cuộc sống mà không phải ai cũng có được. Chỉ những người biết ăn uống đúng cách mới hiểu được điều này. Thế nên, những ai biết kiểm soát tốt cái miệng của mình, không ăn uống bừa bãi, biết cái gì nên ăn, cái gì không nên, thì có thể đạt được mục tiêu sức khỏe, lại có thể học cách kỷ luật bản thân trong việc ăn uống. Thứ ba, biết nói chuyện thu phục lòng người. Người biết nói chuyện không phải là người luôn miệng nói, luôn miệng phân bua, kẻ hay tranh phần nói của người khác, thích áp đặt ý kiến, sẽ chẳng ai dám chia sẻ tâm sự với họ. Thế nên, một người biết nói chuyện là người biết khi nào nói câu gì, khi nào cần im lặng lắng nghe. Thậm chí, chỉ cần vài câu ngắn ngủi, đơn giản, cũng có thể chạm tới trái tim của người khác, khiến đối phương hoàn toàn bị thu phục. Muốn có được điều đó, không hề đơn giản. Họ phải biết tu thân, và quan trọng là tu cái miệng của mình. Thêm nữa, họ phải có khả năng thấu cảm, biết đứng vào vị trí của người khác để nhìn nhận vấn đề. Chuyện kể lại rằng, một vị Pharaon gửi tặng nhà hiền triết Piat một con vật quý hiếm để làm lễ tế thần. Pharaon còn muốn thử thách thêm về khả năng xử lý vấn đề của nhà hiền triết, nên gửi yêu cầu sau khi cúng tế xong phải trả lại cho ngài cái gì trong con vật quý hiếm này, vừa tốt nhất lại vừa xấu nhất. Nhà hiền triết đọc thư xong, liền sai người hầu xẻo lưỡi của con vật rồi trao cho thị vệ mang về cho Pharaon. Nhà hiền triết muốn nhắn nhủ với vua rằng cái lưỡi là phần tốt nhất nếu biết sử dụng, nhưng đồng thời cũng là phần xấu nhất nếu không biết sử dụng nó. Một chuyện khác kể về anh nô lệ Aesop được ông chủ Santo vô cùng tình yêu.
Một hôm nhà có khách nên ông chủ sai Aesop ra chợ mua thức ăn. Tuy không được dặn phải mua gì, nhưng anh chủ động mua đủ các loại lưỡi, từ lưỡi lợn, lưỡi bò cho tới lưỡi ngựa, rồi chế biến nấu nướng. Là miệng ăn ngon nên chủ và thực khách đều hài lòng. Lần khác nhà lại tiếp khách, và Aesop cũng được sai đi chợ mà không dặn phải mua gì. Vẫn như lần trước, anh lại mua toàn các loại lưỡi, chỉ có điều khác là về cách chế biến thêm bớt gia vị. Lần này anh cũng được khen ngợi vì món ngon lạ miệng. Ông chủ hỏi lý do tại sao lại mua lưỡi mà không thử thêm các món khác. Aesop trả lời rằng: "Thưa ông, mọi sự tốt xấu lợi hại trên đời này đều do cái lưỡi mà ra, đều do người ta có biết sử dụng cái lưỡi một cách khéo léo hay vụng về mà thôi. Vì thế, hai lần tôi đều mua lưỡi về chế biến mà ông chủ và quan khách vẫn không nhàm chán. Cũng nhờ khéo nói hợp với ý chủ nên anh này càng được chủ tin yêu hơn, và về sau còn được giải phóng khỏi thân phận nô lệ, sống cuộc đời tự do. Vậy nên, muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần để ý tới cách họ nói chuyện. Phúc quả đều từ miệng mà ra. Con người muốn có mệnh tốt, ắt phải tu cái miệng của mình. Thứ tư, người biết giữ miệng, sống đời an nhiên. Cổ nhân với kinh nghiệm sống ngàn đời của mình đã chỉ ra cho chúng ta thấy rằng người không quản được cái miệng thì khó ăn phận thủ thường, thường tự rước quả vào thân. Cuối cùng thì những muộn phiền, chuyện đau lòng của cuộc sống này chủ yếu từ việc một ai đó chê bai, nhận xét hay xì xào, nói xấu về ta. Thế nên, nếu không có những lời đó, thì cuộc sống của ai cũng đều trở nên an nhiên. Có thể nói, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời này cũng mang theo một tâm sự nào đó, và đó là điểm yếu của họ. Thứ bản thân đang canh cánh, lo âu trong lòng càng khiến cho họ khó có thể giữ kín. Thế mà, chuyện tưởng là bí mật khi tiết lộ cho một người thì sau đó ai cũng biết. Với một người tự biết cân bằng, ý thức được lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng và kiểm soát hành vi của mình thì luôn có được nội tâm mạnh mẽ. Nhờ biết giữ miệng mà họ có được cuộc sống an nhiên. Hơn nữa, khi miệng lưỡi thế gian cố tình làm tổn thương ta, khiến ta buồn phiền, thì chỉ có cách bình tĩnh tự chủ trở lại, tránh nổi nóng. Cần tránh thêm dầu vào lửa khi do phản ứng gay gắt với đối phương. Trái lại, nếu ta biết nói lời bình tĩnh, có tình có lý, kèm theo chứng cứ cụ thể, sẽ có sức mạnh thuyết phục người nghe, giúp xóa bỏ hận thù, hóa giải xung đột và mang lại niềm vui và bình an cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Thứ năm, người luôn miệng cười dễ gặp quý nhân. Mẹ Teresa từng nói, mỗi khi bạn cười với ai đó, đó là một hành động của sự yêu thương, một món quà, một điều đẹp đẽ. Vì thế, nụ cười rất quý, đó là hành động ban phát, lan tỏa tình yêu của mình. Một người luôn miệng cười sẽ như ánh sáng sưởi ấm trái tim những người xung quanh mình. Đó chính là điều đơn giản giúp bạn hạnh phúc mỗi ngày, mà dường như đã bị bỏ quên vì cuộc sống bận rộn với những lo toan, ưu phiền. Nếu chịu khó quan sát xung quanh mình, ta có thể thấy những người luôn rạng rỡ với khuôn miệng tươi tắn, luôn tạo thiện cảm với mọi người. Nhờ thế mà cuộc sống thuận lợi, đi đâu cũng được giúp đỡ, hỗ trợ. Đồng thời, tâm thái tích cực còn có thể cuốn hút cảm hóa và khích lệ người khác mà không cần phải dùng tới bất cứ lời nói hay sự đe dọa nào đó. Những người này sẽ dễ dàng nhận được thiện cảm và ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Do đó, họ sẽ dễ gặp được quý nhân trợ giúp. Đó thực sự là cuộc đời phú quý mà ai cũng mong có được. Còn ở khía cạnh khoa học, mỗi khi cười sẽ khiến cơ thể giải phóng hormone endorphin, một chất có khả năng giảm đau tự nhiên cho cơ thể, và hormone serotonin,
chất dẫn truyền thần kinh mang đến cảm giác hạnh phúc thỏa mãn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những chất hóa học tự nhiên này nâng đỡ tinh thần, thư giãn các cơ bắp và làm giảm nỗi đau thể xác. Thế nên từ nay về sau, dẫu có đối mặt với nghịch cảnh cũng đừng buồn bã, cũng đừng than khóc tới mức bi lụy. Hãy mỉm cười đối mặt, rồi cánh cửa đi tới con đường hạnh phúc sẽ mở ra trước mắt bạn. Lời Phật dạy, có ba cái khổ trong đời. Cái nào mà bạn chưa từng trải qua? Phật dạy, đời là bể khổ. Cái khổ trong đời có ba cái khổ to nhất. Khổ nào là tự nhiên? Khổ nào do chúng ta tự chuốc lấy? Khổ nào lớn hơn khổ nào? Thứ nhất, cái khổ trong đời, khổ tự nhiên. Khổ tự nhiên như đói quá, no quá, nóng quá, lạnh quá, vân vân, thì ai sinh ra trên đời, từ Phật cho tới chúng sanh đều phải có. Khổ này cực kỳ quý giá, là món quà tạo hóa tặng cho mỗi người. Nếu không có cái khổ này thì trở thành cục đá, không có cảm giác biết nóng lạnh vân vân. Cái khổ này là tự nhiên, là cần thiết như bản năng sinh tồn trong đời sống, giúp chúng ta biết rõ mức nguy hiểm đến mạng sống để tránh. Biết sống tức là biết trân quý giá trị của cái khổ này trong cuộc đời. Khổ tự nhiên không chỉ đề cập đến sự đau khổ về mặt vật chất như bệnh tật, sự giàu nghèo hay tổn thương về mặt tâm lý. Nó còn ám chỉ rằng cuộc sống trong chính nó với sự tạm thời, không ổn định và không thể đáp ứng được các kỳ vọng và khao khát của chúng ta. Theo quan niệm Phật giáo, khổ tự nhiên là một đặc trưng căn bản của sự tồn tại. Sự thay đổi, sự phiền não và sự không thỏa mãn là những khía cạnh cốt lõi của cuộc sống. Dù chúng ta có được những niềm vui tạm thời, chúng cũng chỉ là những trạng thái tạm thời và cũng không thể duy trì mãi mãi. Khổ tự nhiên không chỉ đề cập đến sự đau khổ mà còn là một lời nhắc nhở và một cơ hội để khám phá và hiểu rõ sự vô thường và phiền não trong cuộc sống. Nó khuyến khích chúng ta tìm kiếm sự giác ngộ và giải thoát từ chuỗi khổ tự nhiên bằng cách tu tập các đức tính cao quý như từ bi, nhẫn nại và chánh niệm. Tầm quan trọng của khổ tự nhiên trong Phật giáo không chỉ nằm ở việc nhận biết sự tồn tại của đau khổ, mà còn là ở việc nhìn nhận nó và tìm kiếm lối thoát. Điều này mang đến hy vọng và khát vọng để tiến tới sự giác ngộ và giải thoát cuối cùng từ chuỗi khổ tự nhiên. Thứ hai, khổ quả. Theo lời Phật dạy, cái khổ này là hậu quả của những nhân bất thiện trong quá khứ. Khổ này biểu hiện luật nhân quả, giúp mọi người thấy ra những nghiệp nhân sai lầm mà mình đã tạo tác trước đây. Hậu quả đó biết điều chỉnh lại nhận thức và hành vi của mình. Khổ quả mang tính giáo dục rất cao, giúp mọi người tiến hóa trên đường giác ngộ, giải thoát. Nếu không có khổ quả thì không ai biết được mình đã sai lầm như thế nào. Khổ quả là một khái niệm trong đạo Phật, cũng được gọi là duyên khổ hoặc karma. Nó đề cập đến quá trình hậu quả của các hành động, ý niệm và tư tưởng mà chúng ta đã trải qua trong quá khứ. Theo quan niệm Phật giáo, khổ quả là quá trình mà chúng ta gặp phải những hậu quả và trải nghiệm những hành động tích cực hoặc tiêu cực trong quá khứ của chúng ta. Theo đạo Phật, mỗi hành động của chúng ta sẽ tạo ra hậu quả và chúng ta phải chịu trách nhiệm và trải qua kết quả của những hành động đó. Khổ quả không chỉ giới hạn trong một đời sống hiện tại mà có thể kéo dài qua nhiều đời sống liền kề. Nó không chỉ bao gồm những khổ đau và khó khăn mà còn bao gồm cả niềm vui và thành công. Khổ quả không phải là một hình phạt mà là một cơ hội để chúng ta học hỏi và phát triển tâm linh. Nó giúp chúng ta nhận thức được quan hệ giữa hành động và hậu quả, khuyến khích chúng ta làm việc để làm điều tốt
và giữ tâm trong sạch. Trong đạo Phật, mục tiêu cuối cùng là giải thoát khỏi khổ quả và đạt được niềm an lành và giác ngộ tối cao. Để làm điều đó, chúng ta cần tu tập các đức tính cao quý như từ bi, nhẫn nại và chánh niệm để dần dần giải thoát khỏi chuỗi khổ quả và tiến tới giác ngộ và giải thoát. Thứ ba, khổ ảo. Khổ này chỉ do ảo tưởng tạo ra chứ vốn không có thật. Đây mới chính là khổ đế mà Đức Phật nói đến trong Tứ Diệu Đế. Nó còn khổ hơn cả hai loại khổ trên nên mới gọi là khổ đế. Khổ này có thể chấm dứt hay đoạn tận khi không còn ảo tưởng tham sân si. Nhầm lẫn khổ đế với khổ tự nhiên và khổ quả là không đúng. Khổ do dục ái, hữu ái, phi hữu ái tạo ra mới hình thành khổ khổ, hoại khổ, hành khổ trong khổ đế. Ba loại khổ trong khổ đế này đều do ảo tưởng tạo ra nên gọi là khổ ảo. Mặc dù do ảo tưởng tạo ra, nhưng một khi đã hình thành kết quả thì lại trở thành khổ quả thật. Ví dụ, do tưởng tượng mà sợ ma. Khi đã sợ hãi thì lại mất ăn mất ngủ. Thế nên từ khổ ảo của tâm sinh ra khổ thực trên thân mà trở thành khổ thọ. Nếu ảo tưởng biến mất thì khổ ảo cũng biến mất luôn, chỉ còn di chứng trên thân mà thôi, như nhỏ máu cơ tim chẳng hạn. Thí dụ, một người thấy sợi dây tưởng là con rắn thì sợ hãi, lo âu phát sinh nên thần kinh căng thẳng mà khổ. Nhưng khi nhìn lại thấy sợi dây thì toàn bộ ảo ảnh cùng với ảnh hưởng của chúng chấm dứt. Cho nên cái khổ này là khổ có thể chấm dứt được bằng cách quán chiếu thấy được nó chỉ là do ảo tưởng sinh ra. Khổ đế cần phải được hiểu đúng. Nhiều người hiểu lầm khổ đế là khổ tự nhiên hoặc khổ quả nên cố tu để mong thoát ra hai loại khổ này. Như vậy chẳng khác gì gỗ đá. Chỉ khi nào thấy khổ do ảo tưởng sinh ra thì lúc đó chấm dứt ảo tưởng của bản ngã, và tất nhiên cũng không còn cái khổ đế đó nữa. Nhưng lúc đó mới thấy cái khổ tự nhiên chính xác hơn để tránh. Thí dụ, uống một chút rượu đã thấy rõ tác hại của nó ngay, nên không bị nghiện ngập và tránh được bệnh tật. Hoặc khi có khổ quả thì biết nguyên nhân do mình tạo ra nên không than trách ai khác. Cho nên chỉ chấm dứt cái khổ do ảo tưởng tạo ra mà Đức Phật gọi là khổ đế thôi, chứ không phải mong cầu thoát khỏi cái khổ tự nhiên và khổ quả. Đó là chỗ nhầm lẫn lớn trong việc tu tập. Nếu nhầm lẫn như vậy, sự tu tập sẽ hướng đến quỷ diệt sự thật, chứ không phải quỷ diệt bản ngã tạo ra ảo tưởng. Cũng cần phân biệt giữa nhân và quả. Có cái khổ thuộc tâm vô nhân dị thục, gọi là thọ ưu, nhưng vẫn là khổ quả, chứ không phải tâm sân thuộc nhân tạo tác. Cái thân có các tri giác, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc giác, và biết này chính là biểu hiện của tâm vô nhân dị thục. Có các cảm thọ lạc khổ hỷ ưu và xả, nên khi tiếp xúc với một đối tượng nào đó, do tâm vô nhân dị thục bất thiện mà khổ ưu tự sinh, chứ không phải do nhân tạo tác hiện tại. Thực ra, nếu không có tâm vô nhân dị thục thì cũng không có thân này. Ngay cả báo thân của Phật và các bậc thánh cũng từ tâm vô nhân dị thục mà có. Cho nên các ngài vẫn có các cảm thọ khổ ưu. Nhân quả trong nghiệp báo cũng là hệ luận của nhân quả tự nhiên, nên khổ quả cũng vẫn có tính chất tự nhiên, chỉ khác ở chỗ vô tình và hữu tình mà thôi. Phật chỉ ra 7 việc không đáng để làm trong đời người. Đời người ta chẳng phạm sai lầm, làm những việc không đáng để phải gánh hậu quả. Nhưng nếu nghe lời Phật dạy, biết mà tránh, thì cuộc đời sẽ an nhiên, khoan thai hơn rất nhiều. Thứ nhất, trốn tránh trách nhiệm. Để làm được điều này quả thực không dễ dàng, bởi thật khó
để giữ tâm bình thản khi đối diện với khó khăn. Nhưng bình tĩnh đối diện mới là chìa khóa giải quyết mọi khó khăn. Còn trốn tránh trách nhiệm thì chỉ lãng phí thêm thời gian cũng như sự lo lắng của bản thân mà thôi. Thứ hai, tự lừa dối bản thân. Mình không tài giỏi, nhưng cứ tự lừa dối rằng mình giỏi giang hơn người. Mình đang đau khổ, nhưng lại cứ quyển quặt bản thân trong thứ hạnh phúc mông lung, khó nắm bắt. Tự lừa dối bản thân là điều không đáng làm trên đời này. Bởi khi ấy, bạn sẽ chẳng nhận ra khả năng và vị trí của mình ở đâu. Không có hướng đi rõ ràng, luôn quẩn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực. Vậy nên, nếu muốn gặp được cơ hội tốt, muốn được thành công và hạnh phúc, hãy bắt đầu từ việc chân thành đối đãi với chính mình. Có yêu bản thân thì mới yêu được mọi người xung quanh, cũng chính vì lẽ đó. Thứ ba, cố gắng trở thành người khác. Ai cũng một lần trong đời ngưỡng mộ người khác và mong muốn bản thân mình trở thành người ấy. Đó thực sự là một sai lầm không đáng có. Một người xinh đẹp, thông minh, thành đạt, ưu tú hơn mình. Nhưng có một sự thật là họ không phải mình và mình chẳng bao giờ là họ. Thay vì cố gắng để trở thành người khác, hãy chính là bản thân mình. Cố gắng hết sức để trở thành người tốt, lương thiện, bao dung nhân loại. Và khi ấy, chính bạn cũng trở thành người đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người xung quanh. Thứ tư, chìm đắm mãi trong quá khứ. Phật chỉ ra điều không đáng làm trong đời người, trong đó có việc chìm đắm mãi với quá khứ. Quá khứ là thứ đã qua đi, không lấy lại được. Tương lai là những gì sắp diễn ra, không nắm bắt được. Hiện tại mới là cuộc đời, là lẽ sống của mọi người. Vì thế, đừng mãi đắm chìm trong quá khứ, để rồi khi thực sự thức tỉnh là thấy mình già nua, lạc hậu, khó lòng bắt đầu với cuộc đời mới. Thứ năm, sợ phạm sai lầm, trách móc bản thân. Có người làm mọi việc bất chấp sai lầm, nhưng cũng có người không dám làm việc gì vì sợ phạm phải sai lầm. Thử hỏi trong đời, có mấy người là không từng trải qua sai lầm để gặt hái thành công? Đôi khi, điều khiến bản thân mỗi người hối hận, dây dứt mãi, không phải là làm một việc sai lầm, mà là không dám làm nó. Trách móc bản thân vì phạm sai lầm cũng là điều tốt để phản tỉnh, đánh thức cái thiện lương trong tâm hồn, giúp bản thân trưởng thành hơn. Mỗi sai lầm hôm nay sẽ là bài học kinh nghiệm cho tương lai, giúp bạn hoàn thiện chính mình. Vì thế, thay vì trách cứ bản thân, chỉ bằng hãy tìm cách sửa đổi nó, biến nó thành động lực để giúp mình bay cao, bay xa hơn nữa trong cuộc đời. Thứ sáu, đáp ứng mọi nhu cầu của bản thân. Phật chỉ ra rằng, dục vọng con người như chiếc thùng không đáy, gần như là vô hạn. Bởi thế, trong đời này, nhu cầu bản thân, những điều chúng ta mong muốn là vô cùng nhiều, khó mà kể hết. Tuy nhiên, có những thứ thực sự khiến ta thỏa mãn và hạnh phúc đôi khi rất ít và đơn giản. Đó có thể là nụ cười và sự cho đi, là tình yêu thương. Hãy tu tâm dưỡng tính, biết được nhu cầu nào là cần thiết và điều gì cần buông bỏ. Mãi mê chạy theo để đáp ứng mọi nhu cầu bản thân là điều không đáng để làm trong đời này. Thứ bảy, lãng phí thời gian vào nhầm người. Cuộc đời ngắn ngủi, sinh tử liền kề, nên đừng đem những ngày tháng quý giá ấy để lãng phí nhầm người. Đôi khi chúng ta chìm đắm trong đau khổ mà quên mất cách buông bỏ, đẩy lùi phiền não. Bạn bè tốt là cả khi giàu sang hay cơ hàng đều nghĩ tới nhau. Chứ người mà khi phú quý huy hoàng mới đến kết giao thì chưa chắc đã là bạn chân chính. Những điều kỳ diệu trong cuộc sống người tu. Hòa thượng Thích Trí Quảng, thế danh là Ngô Văn Giáo, sinh ngày 15 tháng Giêng năm 1940, là tu sĩ Phật giáo. Hiện ngài là Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Ngài từng giữ cương vị quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đệ nhất phó pháp chủ kiêm chủ tịch hội đồng giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh. Ngày 29 tháng 11 năm 2022, trong phiên họp thứ nhất của Hội đồng Chứng minh khóa 9, đã suy tôn trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng vào ngôi vị pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nghi thức suy tôn được diễn ra ngay sau đó tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc. Như vậy, trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng là pháp chủ đời thứ tư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người đứng đầu và là biểu tượng của giới luật và phẩm hạnh trong giáo hội. Sau đây là bài giảng của Hòa Thượng Thích Trí Quảng về những điều kỳ diệu trong cuộc sống người tu. Theo kinh nghiệm tôi trải qua hơn 70 năm sống trong nhà Phật, nhìn lại thấy có nhiều người xuất gia đồng tu tập, nhưng mỗi người có cái thấy Phật khác nhau, từ đó tu hành cũng khác nhau, và đạt kết quả tất nhiên cũng khác nhau. Kết quả cao nhất là làm Phật trong hiện đời thì tôi chưa thấy người nào được, nhưng làm tổ, làm thầy có nhiều người được, và cũng có nhiều người sa đọa làm ma quỷ. Vì vậy, tăng ni Phật tử phải suy nghĩ, cân nhắc xem cái thấy của chúng ta thế nào, hành đạo của chúng ta thế nào, để chúng ta thành Phật thành tổ, không uổng phí cuộc đời tu của mình. Nếu nhìn đời bằng đôi mắt thế tục của con người, của tham vọng, thì dù mặc áo tu, chúng ta cũng chưa tu, chưa phải là người tu thực sự, nên kết quả không tốt như nhiều người mà chúng ta đã thấy. Nhiều người nói mặc chiếc áo tu chưa phải là thầy tu, nhưng có người nói nhờ mặc áo tu được cung kính. Đó là hai ý tưởng sai lầm lớn của phàm tục dẫn chúng ta vào con đường tội lỗi. Nếu nghĩ nhờ áo tu của Phật chúng ta được cung kính cúng dường hưởng phước báo của Phật thì chắc chắn phải đọa. Vì vậy, lúc sanh tiền, Hòa Thượng Trí Tịnh rất sợ người ta cung kính qua chiếc áo tu, cho nên Ngài ít mặc áo tu đi thọ lãnh cúng dường. Lời Hòa Thượng dạy tôi đã 70 năm qua mà tôi không quên, rằng mình phải học và làm theo Phật, theo Tổ mới thành Phật, thành Tổ được. Không làm theo Phật, theo Tổ nhưng đi chệch hướng, hậu quả không lường trước được. Ngài lập hạnh theo Tổ U Ba Cúc Đa, không đi trai tăng, không nhận lãnh phẩm vật cúng dường. Ngài nói khi người ta cúng dường vì thấy mình là thầy tu, mặc áo tu của Phật nhưng không tròn hạnh của Phật, không đủ bốn tâm vô lượng của Phật mà còn kẹt tham sân si là phá pháp, chắc chắn bị đọa. Quý huynh đệ nên suy nghĩ mình mặc áo Phật nhưng có tâm Phật chưa? Trong bốn tâm vô lượng của Phật, mình tu được tâm nào? Mặc áo Phật không có tâm Phật là điều xấu hổ. Ý thức như vậy thì lên được. Tôi thấy Hòa Thượng giữ điều đó suốt đời. Tôi học theo Ngài, tức thọ lãnh cúng dường ít chừng nào tốt chừng đó, để đỡ mang nợ thì nhẹ bước đi lên. Ráng tu bốn tâm vô lượng phát xuất từ tâm chúng ta, và tu được bốn tâm này mới hiện tướng giải thoát. Và tướng giải thoát nằm trong bốn loại oai nghi của chúng ta. Xa hơn nữa, vì tâm chủ đạo nên nó hình thành 3.000 oai nghi, 84.000 tế hạnh. Như vậy, tăng ni làm sao cho người thấy chúng ta có 3.000 oai nghi? Được như vậy là tỳ kheo này có tâm vô lượng của Phật. Nếu như chưa được như vậy là chưa bước chân vào đạo, chưa xứng đáng mặc y Phật, cần phải cân nhắc điều này. Oai nghi rất quan trọng, không phải chúng ta có ý lập oai nghi để người lầm tưởng chúng ta có oai nghi thật. Lầm tưởng chúng ta là thầy, là Phật, nhưng oai nghi này phát xuất từ tâm chúng ta, lúc nào cũng có oai nghi. Không phải oai nghi là gò ép bên ngoài, có khách mới trang nghiêm, không có khách chúng ta buông lung. Tôi học Hòa Thượng Thiện Hòa hành này. Ngài dạy tọa mật thất như thông cụ, nghĩa là mình ở mật thất một mình, nhưng
nghĩ như ở trước đám đông, trước Phật, trước quần chúng, quý vị như thế nào, về phòng cũng thế đó. Trong phòng thanh tịnh, ra ngoài cũng thanh tịnh, thì tướng thanh tịnh là tướng tự nhiên. Trong phòng buông lung, có khách giữa kẻ là không thật, giả dối. Mình rèn bốn khoai nghi bên ngoài, tu bốn tâm vô lượng bên trong, lần lần thanh tịnh. Và tùy theo mức độ thanh tịnh mà chúng ta thấy Phật khác nhau. Khi tâm chúng ta chưa thanh tịnh, thấy Phật khác. Khi tâm chúng ta thanh tịnh, thấy Phật khác. Vì vậy, thấy Phật, không ai thấy giống ai. Con người thì thấy Đức Phật cũng là con người như mình. Nhưng tại sao Ngài trải qua khoảng thời gian ngắn, chỉ 6 năm tu thành Phật? Mình cũng là người mà tu suốt đời không thành Phật, thậm chí cuối đời càng tệ hơn nữa, thành ma quỷ. Tôi nghe Hòa Thượng Huyền Diệu thăm Quynh Đệ. Ngài nói điều mà tôi suy nghĩ. Phật không bao giờ nói dối. Phật dạy dù xuất gia hay tại gia, giới cấm nói dối cũng quan trọng. Nói dối phạm ba la di, mất giới thể tùy kheo, thì giới tướng tỳ kheo còn là cái áo tu. Tăng ni tu không suy nghĩ cân nhắc, không giữ gìn giới cấm, thì tu cả đời không thành tựu quả gì nào. Theo Phật dạy, ví như nấu cát muốn thành cơm. Thực vậy, khi giới thể tỳ kheo mất, mầm bồ đề thối, cây khác mọc lên mà chúng ta lầm tưởng là cây bồ đề. Từ yếu lý này, tôi nhìn về sự việc Phật dược thành xuất gia. Có nhiều người thấy khác nhau. Có người thấy lính gác cổng thành ngủ mê, thái tử mới bảo sa nặc lấy ngược kiền trách đi trốn khỏi thành. Tôi nghĩ điều này khó có. Người thường không có trí mới nghĩ chờ lính ngủ rồi thái tử mở cửa thành đi tu. Và trước khi đi tu, thái tử còn vô thăm vợ con lần cuối. Tôi thấy tình cảm ngài nặng nề như vậy, làm sao tu? Hay mình thấy cao xa hơn để đi tu? Cái nhìn thứ hai không theo con người trần tục, nhưng thấy theo người tu có tâm hồn trong sáng, sẽ thấy khác hơn người phàm chứ. Theo lịch sử, khi thái tử đi du hành, vua Tịnh Phạn ra lệnh dọn đường xá sạch đẹp, dẹp hết những người già, người bệnh, người chết bên vệ đường, để thái tử không thấy cảnh già bệnh chết làm ngài buồn bã. Nhưng trên đường thái tử đi lại xuất hiện người già, người bệnh, người chết và sa môn. Thấy bốn hiện tướng này, thái tử mới sợ ngài cũng sẽ già bệnh chết, và thấy sa môn giải thoát nên ngài có ý muốn đi tu. Đó là cái thấy của con người trần tục, thấy bằng mắt thịt. Người tu suy nghĩ khác, thấy khác mới mở được con mắt đạo. Thấy khác là sao? Người có đầu óc triết học thấy khác, hoặc thầy tu có cái nhìn xa trong thiền quán cũng thấy khác. Chuyện này không thể thấy như vậy được. Thử nghĩ, một người thông minh như thái tử, 8 tuổi đã biết 36 ngôn ngữ, đã thuộc lòng kinh Vệ Đà, là siêu thần đồng, mà chuyện sanh già bệnh chết ngài lại không biết là điều vô lý quá. Bậc siêu việt này đi tu là đi theo cái giỏi của ngài, đi theo cái thấy của ngài, đi theo cái biết của ngài mà chúng ta không thể hiểu được. Hiểu biết cao tột của Phật so với hiểu biết của ta cách nhau một trời một vực, thì không ai hiểu được Phật. Đó là cách nhìn của Đại Thừa bắt đầu mở ra, không phải như chúng ta chấp cái này cái kia mới là của Phật. Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa rằng, dù tập hợp tất cả Bồ Tát và Thánh chúng, cũng không thể hiểu một phần của Phật. Bao giờ thành Phật mới hiểu được Phật? Khi còn là học tăng, tôi thắc mắc điều gì, hỏi Hòa Thượng Trí Tịnh. Ngài nói, mai mốt thầy lớn, thầy ngộ, thầy chứng, rồi thầy hiểu. Chưa ngộ, không hiểu được việc của người ngộ. Chưa chứng, không hiểu được việc của người chứng. Chưa sáng mắt, không hiểu sự vật. Có hỏi cũng không nói, vì nói cũng không biết. Hòa Thượng Chủ tịch ít nói, suốt 40 năm ngày không ra ngoài, chỉ ở trong thiền thất. Tôi thăm Hòa Thượng, ngài cho biết ở thiền thất yên, ra ngoài bất an. Học điều này, chúng ta suy nghĩ việc làm của những con người đặc biệt,
Hòa thượng Trí Tịnh cũng là người khó hiểu. Khi hòa thượng đi tu, ngài có giống anh em đi tu không? Đầu tiên, ngài thấy điều lạ trong giấc chiêm bao làm ngài suy nghĩ để tự tìm ra sự thật của giấc chiêm bao. Trong giấc ngủ, ngài thấy ông già tóc bạc phơ nói với ngài rằng: bao giờ cọp chết thì rắn về núi. Chỉ một câu nói như vậy mà ngài suy nghĩ mãi. Các anh em có suy nghĩ hiện tượng trong chiêm bao không? Hay chiêm bao qua rồi thôi? Chiêm bao này ám ảnh cả cuộc sống của ngài. Cho đến khi ở nhà ngài, có nuôi con cọp con vì cọp mẹ bị móng chết. Một hôm, tự nhiên cọp con cũng lăn ra chết. Ngài chợt nghĩ đến câu nói: bao giờ cọp chết, rắn về núi, mà ngài tuổi Tỵ. Thế là điềm lành được báo trước trong giấc chiêm bao đã đến. Ngài mới lên núi Cấm để tu. Hòa thượng Vạn Linh vừa nhìn thấy ngài liền nói: chú này đời trước đã là hòa thượng pháp sư, đời này cũng là hòa thượng pháp sư, đại chúng đừng xem thường. Rõ ràng cái thấy của người tu khác với cái thấy của phàm tục. Thật vậy, một vị tu hành ở trên núi nhìn một chú nhỏ chưa tu mà biết là hòa thượng rồi. Ngay lúc tổ khẳng định như vậy, hòa thượng đã xin xuất gia. Tổ Vạn Linh cũng có điều đặc biệt, không cho ngài ở với chúng, nhưng cho cất một chòi tranh để ngài tu sẽ đắc đạo. Thế giới người tu có những điều lạ mình không thể nào hiểu. Bao giờ hiểu được, ngộ được mới gọi là thấy. Trên bước đường tu, chúng ta học có 2-3 bằng cấp tiến sĩ, nhưng chưa ngộ, chưa chứng, chưa thấy lẽ quyền di, coi như chưa có gì. Đôi khi còn thành sở trí chướng, vì học nhiều thì chấp nhiều, thường cãi nhau, sanh nhiều phiền não, cho đến tăng thượng mạng, không phải là học Phật. Học Phật phải thấy, phải biết sự việc đúng như thật. Việt Nam có Phật Hoàng Trần Nhân Tông cao hơn một bước. Ngài đã thể hiện sâu sắc điều này và dạy rằng không nhất thiết phải xuất gia hay tài gia, nhưng quan trọng là phải ngộ, phải chứng, phải thấy biết thật. Còn chúng ta chỉ thấy hình thức bên ngoài, bên trong chúng ta không thấy nên phạm nhiều sai lầm. Làm sao chúng ta thành Phật, thành Tổ được? Thấy bên ngoài mà hiểu được bên trong. Lý này Kinh Pháp Hoa dạy rằng: thấy tướng bên ngoài phải hiểu tánh bên trong và hiểu cả cái dụng bên trong của nó. Không hiểu tánh, không hiểu dụng của mọi sự việc, của mọi người thì không hiểu gì hết, phải thất bại cho đến mất mạng. Vì vậy, điều quan trọng là thấy sự việc như sự thật, gọi là thuộc tướng pháp. Tăng ni cần phải học tu cho được pháp này. Trở lại, Đức Phật là người biết tất cả mọi việc, biết rõ kinh Vệ Đà. Nhưng sanh già bệnh chết trên đời này, sao ngài lại không biết, mà vua Tịnh Phạn lại nghĩ có thể che giấu được ngài? Điều thứ hai, vua Tịnh Phạn đã sắp xếp đầy đủ mọi cảnh quan tốt đẹp trên đường đi của thái tử, nhưng tự nhiên có 4 thứ không mong muốn lại xuất hiện. Tại sao có một ông già, một người bệnh, một người chết và một sa môn? Nếu để tự nhiên thì phải có nhiều người già, nhiều người bệnh, nhiều người chết và nhiều sa môn. Đã cấm hết những người này vô thành, sao để lọc vô 4 thứ người này? Tu hành chúng ta phải ngộ, phải chứng, phải giải. Có người nói điều này không thể có, nhưng có được là có trong quyền bí, tức nâng cái thấy ở bước cao hơn. Nói cách khác, người tu phải khám phá cho được cái quyền bí, còn chỉ tu hình thức không thấy cái quyền bí trong cuộc sống thì cũng như không. Vì tu cái thân sanh diệt, rồi cuối cùng thân này hoại diệt, cũng chết, cũng chẳng được gì. Chúng ta tu bỏ cuộc đời này là muốn khám phá quyền bí trong cuộc sống con người, khám phá quyền bí trong trời đất này. Vì vậy, chúng ta dấn thân hết lòng, đem cả sinh mạng đánh đổi thì mới có. Thiền có một câu dễ thương thể hiện lý này rằng: không có cái lạnh thấu xương, hoa mai đâu dễ nở.
Hành giả tu có hy sinh đến độ cao là thân mạng ngũ quẩn mất đi thì trực giác hiện ra. Phải thấy được chỗ đó. Thực vậy, Phật dạy rằng sự hiểu biết của con người gọi là thức quẩn do thọ, tưởng, hành hợp lại sanh ra. Mà thọ, tưởng, hành là giả thì thức quẩn được cấu tạo bằng những thứ giả này tất nhiên cũng giả. Vì vậy khi thọ tưởng hành diệt thì thức cũng chấm dứt. Nhận thức như vậy, ban đầu tăng ni cố gắng cắt cho được thọ tưởng hành thức thì trực giác hiện ra, sẽ thấy sự vật khác đi, thấy tại sao lại có người già, người bệnh, người chết và sa môn lù xù xuất hiện trước mắt thái tử, dù vua cha đã sắp xếp cẩn thận việc cõng con này mà cũng không được. Cái cảnh không vui ấy lại tự động xuất hiện đúng lúc, thì theo lý giải về mặt quyền bí, đó là trời đế thích quá ra một ông già lụm cụm, quá ra một người bệnh rên la, quá ra một người chết sành thối, và quá ra một ông sa môn giải thoát. Đây là cái thấy đưa về siêu nhiên do trời làm, vượt ngoài sức tính toán của vua Tịnh Phạn. Vua chỉ có thể cấm người sống lãng giảng, nhưng với người siêu nhiên, vua không thể cấm được. Thiết nghĩ, những gì vượt hơn hiểu biết của con người đều là siêu nhiên, là thần thánh, mà thực tập pháp Phật thấy được mới thú vị. Còn hiểu thông thường thì chán lắm. Tất cả hiện tượng người già, người bệnh, người chết và người tu thanh thản đều do trời đế thích quá hiện ra cho thái tử thấy, để nhắc nhở ngài tu hành sớm ra khỏi sự ràng buộc của trầm luân sanh tử. Và thái tử đi tu có con ngựa đặc biệt thuộc thiên mã, tức của trời đế thích hiện ra, không phải ngựa thường, mới chở Siddhartha bay ra khỏi thành được. Không phải là cảnh đơn giản bình thường, sẽ nặc dắt ngựa ra, mở cửa thành cho thái tử lên ngựa trốn đi và tới bờ rừng, ngay xuống ngựa, rồi Sa Nặc cưỡi ngựa quay về. Nhưng tại sao về đến thành Ca Tỳ La Vệ, ngựa bỏ ăn rồi chết? Hiện tượng kết thúc kỳ lạ này khiến chúng ta suy nghĩ, phải chăng con thiên mã hay trời đế thích đã làm tròn nhiệm vụ đưa thái tử vượt thành xuất gia xong thì quá kiếp? Nhắc chuyện này gợi tôi nhớ năm tôi sang Pháp ở chùa Trúc Lâm với hòa thượng Phước Đường. Hòa thượng nuôi con chó bẹt rê khôn lạ. Mỗi khi tôi đi giảng về, nó đón tôi ngoài cửa, dắt tôi vô tới phòng, rồi kéo nắm cửa để tôi vào. Mở cửa phòng cho tôi xong, nó về lại phòng của nó. Tôi cảm nhận giữa nó và tôi có tình cảm thân thiết đến lạ lùng. Trong cuộc sống của mình, lần lần các anh em sẽ khám phá được hiện tượng lạ, đó là tu. Tự nhiên tôi nghĩ con chó này là anh bạn nào của mình trong những kiếp trước, nay tái sanh gặp lại mới thương nhau vậy. Tôi xuống phòng anh, ngồi nhìn anh, lòng nghĩ anh đời trước là gì, làm gì mà đời này làm súc sanh. Thôi anh ráng tu ở chùa được, đừng ăn thịt nữa. Chó bẹt rê thì phải ăn thịt, không thể khác. Nhưng nghe tôi nói vậy, nó nhịn đói 3 ngày rồi chết, khiến tôi nhớ đến con thiên mã của Siddhartha cũng nhịn đói chết. Điều này mở ra cho tôi suy nghĩ hướng về cánh cửa tu quyền bí nhiều hơn. Nhắc đến việc đi tu của thái tử, ngài vừa tới bìa rừng liền gặp ông thầy tu giấu cung tên trong áo cà sa. Thái tử hỏi ông giấu cung tên trong áo tu để làm gì. Ông nói giấu cung tên để dã thú không sợ, ông mới tới gần giết được nó. Thử nghĩ xem, tại sao lại có ông thầy tu giả bất chợt ở bìa rừng đón thái tử để nói như vậy? Thái tử mới bảo ngài đưa áo cẩm bào này đổi lấy chiếc áo tu của ông để ông bán lấy tiền sống, khỏi làm thợ săn nữa. Cũng có chuyện đơn giản này, nhưng có người lý giải rằng do trời đế thích quá ra thầy tu giả để cảnh giác thái tử đề phòng. Theo thầy tu giả thì suốt đời không được gì, chỉ bị đọa thôi. Và thái tử mặc chiếc áo rách của ông thầy tu đến 6 năm không có thay đổi áo nào khác.
Tới trước khi thành đạo, Ngài mới xuống dòng sông Ni Liêm tắm, thấy xác chết có đắp vải vàng. Ngài lấy miếng vải đó làm áo, và lý giải theo lẽ quyền bí thì áo này cũng của trời Đế Thích cho thái tử để hộ mạng. Cũng giống cái y của Đường Quyền Trang do Bồ Tát Quan Âm cho để đi thỉnh kinh, ma quỷ không dám phá. Người nhìn về siêu nhiên thấy được ông thầy tu giả do trời Đế Thích quá ra. Và sáng hôm sau, thái tử thấy Sa Môn thật. Ông này mới chỉ đường cho thái tử đi đến nhà hiền trước Kamala học đạo và nhắc rằng thái tử phải thận trọng, đi tu sẽ gặp nhiều điều phức tạp lắm. Ông vừa đi vừa chỉ thái tử các loại trái cây, lá cây, rễ cây ăn được, vì ông biết rõ loại thức ăn này ở trong rừng mà ông chuyên sử dụng. Riêng tôi đi tu cũng vậy, gặp ông thầy trên núi chỉ tôi trái cây nào, lá cây nào, rễ cây nào mà chim thú ăn được thì mình ăn. Tu hành mình cũng nghiệm, cũng có những điều giống như Phật kể, nên mình quyết tâm tu, và có căn lành sẽ có chân sư chỉ lối đưa đường giúp mình đi đến đích cuối cùng. Anh em quyết tâm tu sẽ có được những điều kỳ diệu. Tôi đi trên đường đạo cho đến nay gần cuối cuộc đời luôn gặp an lành. Từ đầu gặp chân sư chỉ đường, xa hơn cảm giác có Bát Bộ Thiên Long che chở. Tất cả sóng gió cuộc đời tôi vượt qua được nhẹ nhàng. Phải quyết tâm tu, dám đánh đổi cả mạng sống thì mới ra mình mới có những điều kỳ diệu ngay trong cuộc sống này. Và xa hơn, có thực tập thiền quán, dịch tận thọ tưởng hành thức, đến chỗ trống không, kinh Pháp Hoa gọi là đến bãi đất trống là Bát Nhã, ngưng bặt thọ tưởng hành thức, chúng ta bắt đầu thấy khác. Thấy khác là thấy cái gì? Theo kinh nghiệm tôi tu, nếu thấy bằng thức thì ban đầu tuy không có ai, nhưng lại thấy có nhiều người xung quanh. Thật vậy, thuở nhỏ đêm khuya thanh vắng, ở tổ đình quê Nghiêm chỉ có hai thầy trò, nhưng tôi nghe tiếng tụng kinh, hòa thượng nói là tổ tụng kinh. Đó là bắt đầu nghe cái không nghe, thấy những cái không thấy. Tôi ngồi tụng kinh tham thiền một mình, nhưng hình như thấy nhiều người tụng với mình, là thấy nghe của mình vượt thời gian, không gian để đi vào thế giới siêu hình và thâm nhập được thế giới siêu nhiên này. Từng bước miên mật tu hành, chúng ta sẽ chứng được quả tối thiểu là dường lưu, bắt đầu bước vào dòng thánh. Từ đây khởi tu ít lầm lỡ hơn. Nếu chúng ta còn ở dòng thức tu thì được ít và mất nhiều, thậm chí không được gì. Mong các huynh đệ nỗ lực thực tập đúng đắn Pháp Phật để gặt hái quả vị tu đà quả, có được cái thấy, cái biết thế giới quyền diệu để tỏa sáng chánh pháp cho nhiều người nương nhờ, cho thế giới này tốt đẹp, an bình. Hòa thượng Thích Trí Quảng. Lời Phật dạy: tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Giá trị tinh thần của lời nói. Tại sao tu tâm không bằng tu khẩu? Người xưa có câu: bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Quả vậy, nghiệp báo từ những lời chúng ta nói là có thật. Vết thương trên thân thể theo thời gian có thể lành lại, nhưng vết thương từ lời nói có thể in mãi trong lòng, thấu tận tâm can. Lời nói là vô hình mà từ xưa đến nay đã gây nên bao nụ cười và nước mắt. Ác khẩu làm cho anh chị em xa lánh, bạn bè tốt rời xa, gia đình ly tán. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Ai trên đời cũng có lòng tự trọng, đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy. Bằng không, phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần. Phật dạy về ác khẩu và quả báo. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích người chê,
ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý kiến, lời nói phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự mình điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh quà cho mình. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ác sẽ xa lánh, quyền rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi về sau. Nho giáo có dạy rằng, dấu ít ngữ, ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy, đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo, thì phải học cách cảm tình bản thân. Chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Lời nói là thứ ngôn ngữ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, là phương tiện kết nối, truyền đạt, đem lại sự thấu hiểu lắng nghe, giúp đỡ con người với con người về mặt tinh thần, an ủi khi buồn, chia sẻ khi vui. Giá trị tinh thần mà lời nói đem lại sẽ giúp con người chúng ta vượt qua nhiều nghịch cảnh, nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng không ít lời nói lại làm mất lòng nhau, gây cho nhau sự đau khổ, tổn thương lẫn nhau. Trong giới khoa học, lời nói giúp truyền tải các quan điểm nghiên cứu để khoa học được tiếp thu phát triển. Trong công việc, lời nói là cách thức trao đổi, làm việc nhóm, góp ý, động viên nhau. Trong đời thường, lời nói là sự bày tỏ yêu thương, chia sẻ cùng nhau, là cách nói năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Lời nói là một thứ ai cũng có, là một bản năng của con người. Ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình, được nói lên những cảm nhận về người khác. Lời nói còn là phương tiện để trao đổi thông tin, bộc lộ tình cảm. Với những giá trị mà lời nói mang lại đã đủ để cho thấy tầm quan trọng của nó. Nhưng lời nói lại không mất tiền để mua, mà vẫn có thể nói được. Vì vậy, người xưa vẫn thường răn dạy chúng ta phải biết cách chọn lựa, phải suy nghĩ thấu đáo, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ra một vấn đề gì, để tránh làm mất lòng, tổn thương người khác. Một lời nói có thể dẫn con người đến niềm vui tột đỉnh, nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ. Nó có thể cứu giúp một cuộc đời, nhưng cũng có thể kết thúc một cuộc sống. Cái hay của lời nói không phải là âm thanh được phát ra, mà đến từ nội dung, cảm xúc được truyền đạt bên trong nó. Chúng ta mất một vài năm học mẫu giáo, 5 năm học tiểu học, 4 năm học trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, nhưng lại mất cả đời để học nói. Nhà văn tác giả cuốn tiểu thuyết Nhà Giả Kim Paulo Coelho nói: những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc. Chúng ta phải học cách nói để khi nói ra không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau, để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết, để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không khiến người ta nổi giận, để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này
vừa là do nghiệp, vừa là bởi nghiệp. Nghiệp đẩy ta đi, nhưng nguyện giúp ta chọn nơi tốt nhất để đến. Cho nên, chúng ta nguyện có những điều an lành đến với chúng ta. Chúng ta thường gặp những thiện duyên được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nguyện và học để nói với những lời tốt đẹp. Làm sao để mình, để người được thanh thản? Đừng nói theo cách bới móc, rác rưởi, mà nói lời hay ý đẹp, hoa nở xinh tươi. Trong mọi mối quan hệ đều có hai mặt của vấn đề. Để chiến thắng một cuộc tranh cãi thì chính chúng ta đã thua. Thua gì để tranh cãi có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Thua chính mình vì mình không kiềm chế được cảm xúc nhất thời muốn phân đúng sai. Đúng sai ra sao, cuộc đời sẽ dạy cho họ. Không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra được bài học cho chính mình. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái dòng luẩn quẩn của nhân và quả mà thôi. Cuộc đời cũng dài rộng lắm, miệng đẹp tâm tốt, cần phải tu mỗi ngày. Tạo hóa rất công minh, khi sinh ra hai con mắt để nhìn cho thấu, hai tay để nghe cho hiểu, hai chân để đi cho xa, hai tay để nâng làm việc giúp đời, nhưng lại chỉ cho ta một cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói những lời đáng nói, buông những lời cần buông, tu khẩu tu tâm cho nhẹ muộn phiền. Lời nói của con người vừa có sức nặng quỷ diệt, vừa có sức mạnh hàn gắn vết thương. Khi những lời nói vừa chân thực lại chứa đựng hảo ý thì có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Quả đúng như vậy. Lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những nỗi buồn khổ. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của ai đó, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện trong họ, khơi gợi nảy mầm những chủng tử tốt đẹp. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như thế. Đức Phật dạy rằng, ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong bốn điều bất thiện thuộc về lời nói. Vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nó sẽ gây ra nhiều tác nhân cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Đức Phật khuyên, chớ nói lời làm tổn thương người, ác khẩu, ác chiêu mời quả báo. Đức Phật nói, nơi thân thể chúng ta có ba chỗ phát sinh ra nghiệp. Thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý nghĩ, gọi là thân, khẩu, ý. Trong đó thân có ba nghiệp ác là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý có nghiệp là tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, tà kiến. Còn khẩu có bốn nghiệp, một là nói dối, hai là nói lời hung ác, ba là đâm thọc, kích bác người này, kích bác người kia để họ mâu thuẫn nhau. Bốn là nói lời thiêu dệt, có ít mình nói ra nhiều, gọi là nói lời ác độc, quyền rủa, nói những lời cay nghiệt, đó là nghiệp miệng, theo lời Phật dạy. Sống trên đời nên thận trọng với ác nghiệp, bởi vì ác khẩu, ác ngữ là lời nói thâm độc, thô bạo, mắng giết, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Nhưng còn tùy vào ngữ cảnh giao tiếp, không phải lúc nào nó nặng lời hoặc lớn tiếng cũng là ác khẩu. Khẩu nghiệp chính là những khẩu nặng nề nhất trong mọi người. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vết thương gây ra trên thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương trong lòng gây ra bởi lời nói thì chưa biết bao giờ mới lành lặn được. Trong sách có một câu như sau: phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó, hay
Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là người trí, người giác ngộ thì làm việc gì, nói lời gì, nghĩ điều gì luôn luôn cẩn trọng cân nhắc đến hậu quả của nó. Còn người mà nói năng thô thiển, tư xử theo cảm tính, suy nghĩ cá nhân ích kỷ để được thoái dạ, hạ lòng, khi hậu quả đến thì vạn phần âu lo. Con người sống ở đời mà dùng lời nói thông độc, thô thiển, mắng nhiếc chửi rủa thì trước hết chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, thiếu đạo đức, không văn minh trong lời nói giao tiếp, hạ thấp uy tín của bản thân. Không ai trong cuộc đời này có thể yêu thương con người như vậy được. Người thân trong gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lây nhiễm bởi những lời nói ác khẩu này. Là bậc làm cha, làm mẹ, nếu thường dùng ác ngữ đối với con cái thì những đứa trẻ này sẽ tiếp nhận và trong quá trình trưởng thành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính chất bất thiện này. Một đứa bé được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có nhiều yếu tố bất thiện thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tố chất đó. Còn nếu là phần con cái thường nói những lời thô bạo, thâm độc thì chắc chắn cha mẹ thầy cô sẽ dây dứt, đau lòng. Những điều này Phật giáo gọi là nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của bản thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Cổ nhân thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng đều có báo ứng tương xứng. Trong cuộc đời có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền, càng ít nói thì càng tốt. Bởi theo Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến cho bạn hao tổn hết sạch phước đức. Thứ nhất, tránh lời nói vô căn cứ, nói lời dối trá. Thứ hai, tránh lời nói đưa chuyện thị phi. Thứ ba, tránh lời nói tiêu cực, than phiền. Thứ tư, tránh lời nói ác độc, làm tổn thương người khác. Thứ năm, tránh lời nói xấu người khác. Và thứ sáu, tránh lời nói bất kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại. Nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thiêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh thiệt hại hay xa lánh. Vì thế cần phải tránh xa. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Đức Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây ra quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của mình. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu, hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hạnh phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham, sân, si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ như thế nào thì con người của chúng ta cũng như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách, sao cuộc đời mình
không may mắn như người ta? Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này than phiền một ngày chỉ bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này. Bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Người xưa có câu: lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương thân lục nguyệt hàn. Có nghĩa là một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng rộng. Đức Phật đã dạy, ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người khác hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác cũng có người khác lừa dối bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Đức Phật còn dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Người xưa có câu: học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng, cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói ác khẩu hay làm chuyện hại người, soi mói, nói xấu, chửi rủa người khác chẳng làm ta tốt lên được. Vậy, tốt nhất, thay vì ngồi bới móc, hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân mình. Khẩu nghiệp là loại nghiệp nặng nhất. Những câu nói vô tình có thể tạo ra nghiệp chướng vô lượng. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói của người khác, nhưng cuộc sống là của chính mình. Người xưa có câu: bệnh từ miệng mà vào, quả từ miệng mà ra. Phước quả tại miệng. Lời nói là vô hình, nhưng nhân quả báo ứng là thật. Sống ở đời nên biết tu khổ để tránh rước họa vào thân. Tu khổ cũng là để tích đức cho con cháu sau này. Sự thật ít biết về địa ngục, chuyện có thật ở Việt Nam. Tôi tên Nguyễn Trần Tiết Trinh, hiện ở đường Kha Dạ Cân, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Có một chị bạn đồng nghiệp làm chung công ty với nhau ở khu công nghệ cao quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Chị tên đầy đủ là
Hứa Ngọc Thủy, sinh năm 1965. Lúc đó tôi 21 tuổi, chị cũng 50 tuổi rồi. Đáng lý gọi bằng cô, nhưng trông chị còn rất trẻ. Với làm chung công ty nên gọi chị em cho thân mật. Chị có dáng người nhỏ, làn da trắng, gương mặt chị đầy vẻ phúc hậu. Với một nốt ruồi son điểm ở trán, chị quy y theo Phật từ hồi mới 10 tuổi. Chị ăn chay từ năm 20 tuổi, rất am hiểu Phật Pháp. Chị tên Thủy, pháp danh là Diệu Kỳ. Quê chị ở An Giang, ngay chợ Châu Đốc, nơi có con sông Châu Đốc chảy ngang qua. Chị kể, do cha mẹ chị bị tai nạn qua đời, nên từ năm lên 9 tuổi, chị đã là trẻ mồ côi, tự lập mọi thứ. Năm 10 tuổi, do thiếu thốn, nên chị có vào chùa xin cơm ăn. Cũng từ nhân duyên đó, chị biết đến Phật Pháp. Được một thời gian, chị gặp sư trụ trì, bạch với thầy là mình muốn xuống tóc, nhưng thầy không cho. Thầy nói, chỉ có căn tu, nhưng bụi trần chưa hết nên xuất gia không được. Vì chị có căn tu từ nhiều kiếp nên được thầy chiếu cố, đặc biệt không cần đợi nhiều người mà làm lễ quy y cho riêng mình chị. Một hôm khi qua phòng trọ chị chơi, chị nấu một bữa đồ ăn chay rất ngon đãi tôi. Được một lúc, bỗng chị hỏi tôi, em có tin cõi âm không? Tôi đáp, em tin, nhưng em chưa được chứng kiến. Vậy em tin lời chị nói không? Tin chứ chị, vì chị mà em biết nhiều về Phật Pháp, biết đọc thần chú và cảm nhận sự mát rượi trong tâm hồn khi đọc chú. Vậy em nè, chị sẽ kể cho em nghe chuyện về địa ngục, em có muốn nghe không? Tôi cười cười, chị này khéo biết nói đùa. Chuyện địa ngục sao chị biết mà kể được? Chị lại tiếp, chị sẽ kể bất cứ ai muốn nghe, và đây là hoàn toàn sự thật. Em có căn nên em càng cần nghe. Và chị bắt đầu kể, giọng chị thong thả. Em biết không, hồi đó năm 18 tuổi, chị bị tai nạn xe xém chết. Nhưng may chị bị chấn thương nặng ở tay và chân. Chị chỉ bị va đập mạnh vào xe bất tỉnh 7 ngày liền. Tôi mới hỏi, vậy ai chăm lo cho chị trong bệnh viện? Là sư cô và thầy trụ trì. Vì chị bị tai nạn gần nơi chị ở mà. Trong thời gian đó, chị lạc vào một khoảng không màu tối, lẻ loi chút ánh sáng. Chị thấy cha mẹ chị rồi, chị thấy Bồ Tát Địa Tạng nữa. Bình thường chị hay tụng kinh Địa Tạng nên hết sức tôn kính ngài. Này được gặp chị mừng quá, nên khi ấy chị đã lại ngài không biết bao nhiêu cái, rồi chạy lại ôm cha mẹ mình. Chị hỏi đây là nơi nào, ngài đáp đây là địa ngục, khiến chị vô cùng hoảng sợ. Địa Tạng Bồ Tát mới nói với chị, con có nhiều phước đức gieo từ ba đời nên ta cứu con khỏi dòng địa ngục, thoát cảnh chết yểu. Ta cứu con để làm lợi lạc nhân thế, đây là cầu biệt ly. Ngài chỉ về một cái cầu, con hãy từ giả cha mẹ để cha mẹ con đi đầu thai, còn con hãy về lại nơi đã đi, đừng quay lại, sau lưng con là địa ngục. Chị liền quỳ xuống và lại Địa Tạng Bồ Tát ngàn lần, cảm kích ân đức của ngài. Ngài nói tiếp, trước con có một đời tu, nhưng con đã sát hại một sinh mạng còn non để cứu người khác, nên con phải chịu quả báo chết yểu. Cũng may do con đã tạo công đức hồi hướng cho sinh linh đó siêu thoát, và đời này con tu học theo Phật tinh tấn, không hoài nghi nên thoát được nạn. Ta hiện cho con biết. Dạ, thưa Địa Tạng Bồ Tát, xin ngài đại từ đại bi cứu chúng sanh muôn loài và cho con thấy cảnh địa ngục như thế nào, để con lòng thêm định tâm ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Do con trọng thiện căn lớn từ kiếp trước nên ta sẽ dẫn con đi.
trông thấy sự tình kinh sợ, con hãy ngậm viên này vào miệng và kết ấn hai tay lại với nhau. Chị liền làm theo lời Địa Tạng Bồ Tát. Hai cánh cổng sắt to lớn vô cùng mở ra. Ở trên cửa có hình đồng chó, miệng há to trừng mắt dữ tợn. Cổng vừa hé ra, lập tức ập đến tiếng ai oán rên la của rất nhiều người gộp lại, cộng hưởng thành một tràng âm thanh khiếp đảm. Mặt đất nơi đây phủ một màn khói lan tỏa âm u, phía trên là một màn ánh sáng đỏ xanh xanh chiếu rộng mênh mông, trông rất ma quái. Từng lớp người nối nhau đi trùng trùng điệp điệp, đông đảo vô cùng. Theo sau họ là quỷ sai nhiều vô kể đứng hai bên. Chị và Ngài Địa Tạng đang bay trên hư không trên những người đó. Chị hỏi Địa Tạng Bồ Tát, mà là hỏi bằng tâm thức chứ không phải bằng lời nói. Và thưa Bồ Tát, cho con hỏi những hàng người này là như thế nào? Những người đi vào là người đến gặp phán quan, những người đi ra là người đi tới cảnh giới khác. Và xin Bồ Tát cho con hỏi ngu muội, làm sao không có ai lễ bái người mà chỉ chăm chăm lo đi thôi ạ? Do họ vô minh nên không thấy ta, cũng như không thấy con, vì con đã được ta cho ngậm viên trấn hình rồi. Chị ngang qua một cung điện như cung vua, nhưng bên trong u ám chứ không sáng sủa gì. Rồi chị cùng Bồ Tát bay xuyên qua một bức vách đá giống như nhũ thạch, đập ngay vào mắt chị là một màn hỗn chiến thịt máu dương dại khắp nơi, cảnh tượng hải hùng. Người với người hùng hổ lao vào đâm chém nhau không thương tiếc. Đây đó cũng có những con thú như trâu bò dùng sừng lao vào đâm tú bụi. Chị tập trung nhìn một người bên dưới, thấy anh ta bị chém tới chết, thân xác bèn nhảy. Chết rồi, hoàng hồn sống lại, lại bị chém tiếp. Không biết được màn chém giết này sẽ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Thịt máu văng tung tóe, tiếng hét đau đớn cùng cực, tiếng đao kiếm xoang xoảng gộp lại thành một cảnh tượng kinh tâm khiếp đảm. Bất cứ ai chứng kiến rồi đều phải bủng rủng run sợ. Chị hỏi Bồ Tát, vì sao mấy người này lại đâm chém nhau như vậy? Bồ Tát nói rằng đó là ngọn lửa sân si đốt cháy tâm của họ. Họ không muốn thoát, ngày nào cũng không cứu được. Họ không muốn thoát, ngài cũng không cứu được. Những người này toàn là kẻ buôn bán thịt cá, hoặc câu cá giăng lưới bắt các loài sinh vật, hoặc đâm thuê chém mướn. Họ tự làm thì tự chịu, chứ cũng không thể cứu được, vì họ bị một màn vô minh che lấp. Tiếp theo, chị và Bồ Tát xuyên qua một nơi như miệng núi lửa bằng nham thạch nóng bỏng. Chị cảm thấy sức nóng như thiêu đốt dù chị đang ở rất cao. Đây là ngục thứ hai, dạng dạng người, dù không ai thúc ép, tự nhiên lao mình nhảy xuống biển lửa. Rồi họ còn bị ngàn mũi tên xuyên qua. Tiếng la hét gào khóc kinh hồn, như muốn xé tan cả màng nhĩ lẫn linh hồn của người nghe thấy. Thật sự, ngôn từ có cố gắng thế nào cũng không thể mô tả được những âm thanh, những quang cảnh kinh khủng của địa ngục. Đây chỉ là thuật lại một phần triệu tỷ những gì chị chứng kiến được. Lúc đó, chị mới hỏi Bồ Tát, bạch Bồ Tát, vì sao những người đó bị lửa thiêu chết đi sống lại và còn bị ngàn mũi tên bắn xuống xuyên người? Vì sao Bồ Tát không cứu? Địa Tạng Bồ Tát trả lời, những người này do tâm tham lam bỏng sẻn, kẻ thì rút tiền của dân nghèo, kẻ thì yểm tà mê hoặc lòng người để dơ vét tiền ba tánh, do bị vô minh ngăn che, không thấy Bồ Tát Địa Tạng trước mắt, muốn cứu cũng chẳng được. Nếu như họ biết niệm Phật thì đỡ đau đớn rồi. Qua hai ngục đó rồi, chỉ cùng Ngài Địa Tạng Dương xuyên qua thêm một vách ngăn giống như thạch nhũ màu trắng. Đường dân trên đó có những hình thù rất ghê rợn. Rồi chị thấy những song sắt, rồi cột sắt trùng trùng điệp điệp.
tất cả đã bị nung nóng đỏ. Chỉ có nóng hơn chứ không bao giờ có nguội. Người người lớp lớp phải ngồi lên những chông sắt đó. Chúng dài khoảng hơn 10 cm, tất nhiên là đâu có ngồi yên được. Bao nhiêu mũi trông sắc nhọn cắm vào da thịt đau đớn khôn xiết. Các tội hồn cứ trườn lên trượt xuống, xương thịt lòi ra cả ra ngoài, máu tuôn như mưa. Đã thế, từ đầu nước phân nước chảy của các loài động vật luôn tuôn ra. Họ vừa tắm máu vừa tắm phân giải chịu tần suốt không ngưng nghỉ. Song đâu chỉ có thế, từ trên trời sấm sét đánh xuống đùng đoàn thiêu đốt tội hồn. Đây đó lại xuất hiện những tảng đá tròn to nóng phần phật lăn qua người, trăm ngàn thứ đau đớn đổ dồn lại. Mức độ khủng khiếp ở đây chỉ dám khẳng định không có nhà văn tài ba lão luyện nào diễn tả bằng lời mà tả nổi cảnh chỉ chứng kiến. Những kẻ nào tội nhẹ trong ngục này thì ôm cột đồng lúc nóng như nham thạch, lúc lạnh như băng giá. Chỉ chưa kịp hỏi Địa Tạng Bồ Tát thì Ngài đã nói: ngục này dành cho kẻ bất hiếu, trời không dung, đất không tha. Tội đã tạo khác nhau nên mới có hình phạt nặng nhẹ khác nhau. Trên đây chỉ là phần nhỏ của địa ngục này mà chị có thể thấy, chứ toàn bộ địa ngục thì rộng kinh hồn. Em hãy tưởng tượng địa ngục nhỏ nhất cũng bằng hàng ngàn cây số. Tôi nói vậy chắc địa ngục nhỏ thì bằng nước Việt Nam mình phải không chị? Em nói đúng đó. Mỗi ngục đều rất rộng, vô số chúng sinh trong đó dày đặc nhung nhúc. Bục tiếp theo chỉ đến dù kinh dị không bằng ba ngục chị vừa kể, nhưng lại gây tâm ớn đến tận ốc, từng cơn nổi da gà. Ngục này chứa những hầm cơm dư thừa, nhung nhúc dòi ngoe ngoẩy, rồi cả bò chét và kiến, đủ thứ côn trùng kinh tởm. Những người chịu phạt phải ở trong hầm đó, phải ăn nuốt những đồ ăn dư thừa đã đổ bỏ phí phạm khi còn sống. Còn có những hầm phân của các loài động vật, các tội hồn phải ở trong hầm thưởng thức hết những phân tiểu hôi thối nồng nặc ấy. Đặc biệt là mỗi người một hầm, mỗi hầm chỉ to cỡ tòa nhà 5 tầng thôi. Phân dơi đi lại tự động dâng đầy lên, mà khi nào hưởng hết một hầm đó thì mới đổ lại. Và chị còn thấy một loại hầm đặc biệt nữa. Hầm đó chứa toàn xác chết hôi thối, tổm lợm. Các tội hồn phải nuốt sống, nuốt tươi những thứ thịt ấy. Vì khi còn sống, sát hại sinh vật, mổ heo, mổ bò, bán thịt chó. Chứng kiến tận mắt cái hầm đó rồi, chị sợ phát khiếp, nên chị mới phát tâm ăn chay tới đây. Có tiền là phóng sanh, cầu sám hối tội cũ. Tội nghiệp những chúng sanh trong đó, nếu họ chịu thành tâm niệm Phật là Bồ Tát cứu được rồi, nhưng mê muội không niệm được thì Bồ Tát đành chịu. Bồ Tát từ bi luôn thương xót những kẻ lầm đường lạc lối chịu hình phạt. Đương nhiên là muốn cứu vớt cho họ, nhưng mà họ không phát tâm niệm Phật được thì Địa Tạng Bồ Tát cũng chịu thua. Chị được Ngài dẫn qua một ngục khác. Ngục này thì chị thấy rất đặc biệt, vì có đầy vàng bạc châu báu kim cương, tiền bạc chất như núi, lấp lánh rất đẹp. Nhưng em biết không, họ phải ăn nuốt những thứ đó. Các tội hồn bị những vàng bạc bao vây, từng tảng rơi xuống như mưa đá. Trúng người nào thì bể đầu nát óc, máu chảy như mưa. Người thì bị đè, kẻ thì bị vàng bạc phóng xuyên qua người, hoặc rơi vào tai miệng tắc nghẹn ở đó. Hoặc vàng bạc lọt vào bụng thì nó phình to ra hơn bụng của mấy bà bầu, vừa nặng vừa đau. Địa Tạng Bồ Tát nói đó là hình phạt cho những người tham lam tiền bạc, ích kỷ, bỏng sẻn, mua bán dân lận kiếm lợi, những kẻ quan chức tham ô của dân. Ở một chỗ khác, chỉ thấy có những chiếc xe không người lái cán nát bét những tội hồn, phọt cả ốc, lòi cả xương ra. Người này phải nhặt những mảnh xương thịt của người kia để tiến hành lắp ghép, quan sát, sống lại, cứ như thế luân phiên nhau. Gây rợn nhất là cái màn ghép tay chân tim phổi lại,
không khép thì tự người đó đau đớn kinh khủng. Cứ như thế, trong một ngày mà từng người cứ diễn đi diễn lại, thảm cảnh bị xe đâm nát bét, văng ra từng mảnh xương thịt, rồi lại chấp nối lại cả ngàn lần chết đi sống lại. Đây chính là quả báo của những tài xế cố ý đâm chết người hoặc gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ở một chỗ khác, có cỗ máy rất to lớn, nghiền nát người ra từng mảnh nhỏ, thịt tuôn ra đến đâu rồi bỏ bu đèn đến đấy, rồi đã bị xây tiếp cho đến khi nát như bột, xong rồi thì quăng hồn lại, bắt đầu xây lại từ đầu. Tội hồn cứ như thế bị hành hình, đến khi nghiệp hết mới chuyển sang những ngục khác chịu hình phạt của những tội khác. Đây cũng là địa ngục cuối mà chị đến. Những địa ngục mà chị chứng kiến cũng chỉ là một góc nhỏ trong hàng ngàn cửa ngục ở đây mà thôi. Đâu đâu cũng là tột đỉnh đau đớn, quỷ khóc sói gào thảm thiết. Đâu đâu cũng là xương tan thịt nát, chết đi sống lại đến vô cùng. Thật là buồn, đời người khi còn sống sao cứ tạo ác để phải nhận đau đớn như thế. Sung sướng trong kiếp người thì đáng bao nhiêu khi so với những đau đớn tột cùng, nỗi đau bất tận này. Sau đó chị được Địa Tạng Bồ Tát dẫn lên dương thế đến chỗ thân xác bất động của chị. Bồ Tát nói chị hãy nuốt viên ngọc Bồ Tát từng đưa cho chị lúc trước mà nãy giờ vẫn ngậm khi chị đi tham quan cảnh địa ngục. Chị nuốt từ từ và thấy Bồ Tát niệm câu gì đó, hồn liền nhập lại vào thân xác. Chị bừng tỉnh nhìn hướng Bồ Tát đang đứng thì không thấy Bồ Tát đâu nữa, nhưng chị vẫn nghe âm thanh Ngài nói văng vẳng trong tâm: con hãy tu học Phật tinh tấn hơn nữa, rồi con sẽ thấy những cảnh khác, và hãy làm lợi lạc cho chúng sanh khi họ cầu học Phật pháp. Chị bật ngồi lên giống như người đã lành hẳn, quỳ sụp xuống lại Bồ Tát, lại không biết mệt, chị vừa lại vừa khóc như mưa. Rồi khi đó thì mọi người đã đến bên chị. Phật chỉ ra năm kiểu người tu miệng nên dễ gặp được quỷ nhân. Những kiểu người tu miệng nên cuộc đời phú quý, cũng dịp gì họ luôn có lý do để cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, thường được mọi người quý mến, nể trọng, và đặc biệt là không quá bị hoàn cảnh tác động. Phú quý hay phước báo của một người không chỉ nằm ở số tiền bạc mà họ sở hữu, đó còn là một cuộc sống an nhiên, vui vẻ, khỏe mạnh. Ngay cả những người không cần có quá nhiều tiền, nhưng nếu họ biết điều chỉnh tâm lý, biết đối nhân xử thế và có thể tạo ra cảm giác sung túc cho cuộc sống của mình bất cứ lúc nào. Thứ nhất, người không cằn nhằn, khí chất thanh cao, cuộc sống lúc thăng lúc trầm nên sẽ có những chuyện không như ý xảy ra. Thế nhưng nếu trong lúc đối mặt với khó khăn mà luôn than phiền cằn nhằn sẽ khiến những người xung quanh cảm thấy ái ngại hoặc khó chịu. Thí dụ, mỗi lúc buồn liền than vãn, kêu ca cuộc đời bất công, tôi hay gặp đen đủi, thì chỉ càng thấy cuộc sống của họ trở nên tăm tối, mọi người tránh xa, còn thần tài cũng không dám lại gần. Thế nên cổ nhân mới kết luận rằng kiểu người tu miệng nên cuộc đời phú quý là người không cằn nhằn cáu bẳn mỗi khi gặp nghịch cảnh, vì ở họ luôn tạo ra khí chất mà không phải ai cũng có được. Một người hay cằn nhằn thường tỏa ra năng lượng tiêu cực. Ngược lại, một người luôn tích cực sẽ mang lại cho chúng ta cảm giác thoải mái, dễ chịu khi ở gần. Đồng thời, tâm thái tích cực của họ cũng lan tỏa và khích lệ mọi người, để lại ấn tượng tốt trong lòng người đối diện. Và dĩ nhiên, họ sẽ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Nhưng không cằn nhằn không có nghĩa là đang cam chịu hay nhu nhược. Thực ra, những người này vốn có sự an tĩnh trong tâm của mình nên không bị ngoại cảnh tác động. Người đó sẽ đủ dũng khí vượt qua nghịch cảnh. Họ đủ khả năng nhìn xa trông rộng và hiểu rằng khó khăn cũng sẽ sớm qua đi, trả lại cho họ những ngày bình yên. Không phải ai cũng đủ may mắn sinh ra là có số mệnh được quý nhân giúp đỡ. Thế nhưng, chính bằng việc bản thân biết tu dưỡng,
thì cũng đã có thể cải biến số mệnh và thay đổi vận khí của chính mình. Thái độ quyết định hết thảy và tính cách quyết định vận mệnh. Cho nên, một người có vận mệnh tốt hay không, quý nhân nhiều hay ít, đều có quan hệ chặt chẽ với quá trình tu dưỡng. Một người biết tu thân, tu miệng của mình, ở họ tỏa ra khí chất khiến người khác cảm thấy nể phục. Thứ hai, người ăn uống biết tiết chế luôn khỏe mạnh. Phật dạy, ta hãy biết đủ, không chỉ là ở khía cạnh tài chính, mà còn ở khía cạnh ăn uống để đảm bảo sức khỏe và sống thọ. Con người hiện đại không quan tâm tới điều này, vì họ có sở thích thưởng thức càng nhiều đồ ngon vật lạ càng tốt. Lòng tham khiến họ mắc càng nhiều bệnh tật hơn. Các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, ngày càng nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện đã minh chứng cho sự thật đáng buồn này. Ai chẳng thích được ăn ngon, nhưng không phải ai cũng biết cách tiết chế bản thân vì sức khỏe. Kết quả là tự làm khổ chính mình. Có sức khỏe thì ác da vẻ đẹp, dáng ngoài thanh thoát, đó thực sự là món quà xa xỉ của cuộc sống mà không phải ai cũng có được. Chỉ những người biết ăn uống đúng cách mới hiểu được điều này. Thế nên, những ai biết kiểm soát tốt cái miệng của mình, không ăn uống bừa bãi, biết cái gì nên ăn, cái gì không nên, thì có thể đạt được mục tiêu sức khỏe, lại có thể học cách kỷ luật bản thân trong việc ăn uống. Thứ ba, biết nói chuyện thu phục lòng người. Người biết nói chuyện không phải là người luôn miệng nói, luôn miệng phân bua, kẻ hay tranh phần nói của người khác, thích áp đặt ý kiến sẽ chẳng ai dám chia sẻ tâm sự với họ. Thế nên, một người biết nói chuyện là người biết khi nào nói câu gì, khi nào cần im lặng lắng nghe. Thậm chí, chỉ cần vài câu ngắn ngủi, đơn giản, cũng có thể chạm tới trái tim của người khác, khiến đối phương hoàn toàn bị thu phục. Muốn có được điều đó không hề đơn giản. Họ phải biết tu thân, và quan trọng là tu cái miệng của mình. Thêm nữa, họ phải có khả năng thấu cảm, biết đứng vào vị trí của người khác để nhìn nhận vấn đề. Chuyện kể lại rằng, một vị Pharaon gửi tặng nhà hiền triết Piat một con vật quý hiếm để làm lễ tế thần. Pharaon còn muốn thử thách thêm về khả năng xử lý vấn đề của nhà hiền triết, nên người yêu cầu sau khi cúng tế xong phải trả lại cho ngài cái gì trong con vật quý hiếm này vừa tốt nhất lại vừa xấu nhất. Nhà hiền triết đọc thư xong liền sai người hầu xẻo lưỡi của con vật rồi trao cho thị vệ mang về cho Pharaon. Nhà hiền triết muốn nhắn nhủ với vua rằng cái lưỡi là phần tốt nhất nếu biết sử dụng, nhưng đồng thời cũng là phần xấu nhất nếu không biết sử dụng nó. Một chuyện khác kể về anh nô lệ Aesop được ông chủ Santo vô cùng tình yêu. Một hôm nhà có khách nên ông chủ sai Aesop ra chợ mua thức ăn. Tuy không được dặn phải mua gì, nhưng anh chủ động mua đủ các loại lưỡi, từ lưỡi lợn, lưỡi bò cho tới lưỡi ngựa, rồi chế biến nấu nướng. Là miệng ăn ngon nên chủ và thực khách đều hài lòng. Lần khác nhà lại tiếp khách, và Aesop cũng được sai đi chợ mà không dặn phải mua gì. Vẫn như lần trước, anh lại mua toàn các loại lưỡi, chỉ có điều khác là về cách chế biến thêm bớt gia vị. Lần này anh cũng được khen ngợi vì món ngon lạ miệng. Ông chủ hỏi lý do tại sao lại mua lưỡi mà không thử thêm các món khác. Aesop trả lời rằng, thưa ông, mọi sự tốt xấu, lợi hại trên đời này đều do cái lưỡi mà ra, đều do người ta có biết sử dụng cái lưỡi một cách khéo léo hay vụng về mà thôi. Vì thế, hai lần tôi đều mua lưỡi về chế biến mà ông chủ và quan khách vẫn không nhàm chán. Cũng nhờ khéo nói hợp với ý chủ, nên anh này càng được chủ tin yêu hơn, và về sau còn được giải phóng khỏi thân phận nô lệ, sống cuộc đời tự do. Vậy nên, muốn biết một người có phúc hay không,
chỉ cần để ý tới cách họ nói chuyện. Phúc quả đều từ miệng mà ra. Con người muốn có mệnh tốt, hắn phải tu cái miệng của mình. Thứ tư, người biết giữ miệng, sống đời an nhiên. Cổ nhân với kinh nghiệm sống ngàn đời của mình đã chỉ ra cho chúng ta thấy rằng người không quản được cái miệng thì khó ăn phận thủ thường, thường tự rước họa vào thân. Cuối cùng thì những muộn phiền, chuyện đau lòng của cuộc sống này chủ yếu từ việc một ai đó chê bai, nhận xét hay xì xào, nói xấu về ta. Thế nên, nếu không có những lời đó, thì cuộc sống của ai cũng đều trở nên an nhiên. Có thể nói, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời này cũng mang theo một tâm sự nào đó, và đó là điểm yếu của họ. Thứ bản thân đang canh cánh, lo âu trong lòng càng khiến cho họ khó có thể giữ kín. Thế mà, chuyện tưởng là bí mật khi tiết lộ cho một người thì sau đó ai cũng biết. Với một người tự biết cân bằng, ý thức được lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng và kiểm soát hành vi của mình thì luôn có được nội tâm mạnh mẽ. Nhờ biết giữ miệng mà họ có được cuộc sống an nhiên. Hơn nữa, khi miệng lưỡi thế gian cố tình làm tổn thương ta, khiến ta muộn phiền, thì chỉ có cách bình tĩnh tự chủ trở lại, tránh nổi nóng. Cần tránh thêm dầu vào lửa khi do phản ứng gay gắt do đối phương. Trái lại, nếu ta biết nói lời bình tĩnh, có tình có lý, kèm theo chứng cứ cụ thể, sẽ có sức mạnh thuyết phục người nghe, giúp xóa bỏ hận thù, hóa giải xung đột và mang lại niềm vui và bình an cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Thứ năm, người luôn miệng cười dễ gặp quý nhân. Mẹ Teresa từng nói, mỗi khi bạn cười với ai đó, đó là một hành động của sự yêu thương, một món quà, một điều đẹp đẽ. Vì thế, nụ cười rất quý, đó là hành động ban phát, lan tỏa tình yêu của mình. Một người luôn miệng cười sẽ như ánh sáng sưởi ấm trái tim những người xung quanh mình. Đó chính là điều đơn giản giúp bạn hạnh phúc mỗi ngày, mà dường như đã bị bỏ quên vì cuộc sống bận rộn với những lo toan, ưu phiền. Nếu chịu khó quan sát xung quanh mình, ta có thể thấy những người luôn rạng rỡ với khuôn miệng tươi tắn, luôn tạo thiện cảm với mọi người. Nhờ thế mà cuộc sống thuận lợi, đi đâu cũng được giúp đỡ, hỗ trợ. Đồng thời, tâm thái tích cực còn có thể cuốn hút cảm hóa và khích lệ người khác mà không cần phải dùng tới bất cứ lời nói hay sự đe dọa nào đó. Những người này sẽ dễ dàng nhận được thiện cảm và ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Do đó, họ sẽ dễ gặp được quý nhân trợ giúp. Đó thực sự là cuộc đời phú quý mà ai cũng mong có được. Còn ở khía cạnh khoa học, mỗi khi cười sẽ khiến cơ thể giải phóng hormone endorphins, một chất có khả năng giảm đau tự nhiên cho cơ thể, và hormone serotonin, chất dẫn truyền thần kinh mang đến cảm giác hạnh phúc thỏa mãn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những chất hóa học tự nhiên này nâng đỡ tinh thần, thư giãn các cơ bắp và làm giảm nỗi đau thể xác. Thế nên, từ nay về sau, dẫu có đối mặt với nghịch cảnh cũng đừng buồn bã, cũng đừng than khóc tới mức bi lụy. Hãy mỉm cười đối mặt, rồi cánh cửa đi tới con đường hạnh phúc sẽ mở ra trước mắt bạn. Lời Phật dạy, có ba cái khổ trong đời. Cái nào mà bạn chưa từng trải qua? Phật dạy, đời là bể khổ. Cái khổ trong đời có ba cái khổ to nhất. Khổ nào là tự nhiên, khổ nào do chúng ta tự chuốc lấy, khổ nào lớn hơn khổ nào. Thứ nhất, cái khổ trong đời, khổ tự nhiên. Khổ tự nhiên như đói quá, no quá, nóng quá, lạnh quá, vân vân, thì ai sinh ra trên đời, từ Phật cho tới chúng sanh đều phải có. Khổ này cực kỳ quý giá, là món quà tạo hóa tặng cho mỗi người. Nếu không có cái khổ này thì trở thành cục đá, không có cảm giác biết nóng lạnh vân vân. Cái khổ này là tự nhiên, là cần thiết
như bản năng sinh tồn trong đời sống, giúp chúng ta biết rõ mức nguy hiểm đến mạng sống để tránh. Biết sống tức là biết trân quý giá trị của cái khổ này trong cuộc đời. Khổ tự nhiên không chỉ đề cập đến sự đau khổ về mặt vật chất như bệnh tật, sự giàu nghèo hay tổn thương về mặt tâm lý. Nó còn ám chỉ rằng cuộc sống trong chính nó với sự tạm thời, không ổn định và không thể đáp ứng được các kỳ vọng và khao khát của chúng ta. Theo quan niệm Phật giáo, khổ tự nhiên là một đặc trưng căn bản của sự tồn tại. Sự thay đổi, sự phiền não và sự không thỏa mãn là những khía cạnh cốt lõi của cuộc sống. Dù chúng ta có được những niềm vui tạm thời, chúng cũng chỉ là những trạng thái tạm thời và cũng không thể duy trì mãi mãi. Khổ tự nhiên không chỉ đề cập đến sự đau khổ mà còn là một lời nhắc nhở và một cơ hội để khám phá và hiểu rõ sự vô thường và phiền não trong cuộc sống. Nó khuyến khích chúng ta tìm kiếm sự giác ngộ và giải thoát từ chuỗi khổ tự nhiên bằng cách tu tập các đức tính cao quý như từ bi, nhẫn nại và chánh niệm. Tầm quan trọng của khổ tự nhiên trong Phật giáo không chỉ nằm ở việc nhận biết sự tồn tại của đau khổ, mà còn là ở việc nhìn nhận nó và tìm kiếm lối thoát. Điều này mang đến hy vọng và khát vọng để tiến tới sự giác ngộ và giải thoát cuối cùng từ chuỗi khổ tự nhiên. Thứ hai, khổ quả. Theo lời Phật dạy, cái khổ này là hậu quả của những nhân bất thiện trong quá khứ. Khổ này biểu hiện luật nhân quả, giúp mọi người thấy ra những nghiệp nhân sai lầm mà mình đã tạo tác trước đây. Hậu quả đó biết điều chỉnh lại nhận thức và hành vi của mình. Khổ quả mang tính giáo dục rất cao, giúp mọi người tiến hóa trên đường giác ngộ, giải thoát. Nếu không có khổ quả, thì không ai biết được mình đã sai lầm như thế nào. Khổ quả là một khái niệm trong đạo Phật, cũng được gọi là duyên khổ hoặc karma. Nó đề cập đến quá trình hậu quả của các hành động, ý niệm và tư tưởng mà chúng ta đã trải qua trong quá khứ. Theo quan niệm Phật giáo, khổ quả là quá trình mà chúng ta gặp phải những hậu quả và trải nghiệm những hành động tích cực hoặc tiêu cực trong quá khứ của chúng ta. Theo Đạo Phật, mỗi hành động của chúng ta sẽ tạo ra hậu quả và chúng ta phải chịu trách nhiệm và trải qua kết quả của những hành động đó. Khổ quả không chỉ giới hạn trong một đời sống hiện tại mà có thể kéo dài qua nhiều đời sống liền kề. Nó không chỉ bao gồm những khổ đau và khó khăn mà còn bao gồm cả niềm vui và thành công. Khổ quả không phải là một hình phạt mà là một cơ hội để chúng ta học hỏi và phát triển tâm linh. Nó giúp chúng ta nhận thức được quan hệ giữa hành động và hậu quả, khuyến khích chúng ta làm việc để làm điều tốt và giữ tâm trong sạch. Trong Đạo Phật, mục tiêu cuối cùng là giải thoát khỏi khổ quả và đạt được niềm an lành và giác ngộ tối cao. Để làm điều đó, chúng ta cần tu tập các đức tính cao quý như từ bi, nhẫn nại và chánh niệm để dần dần giải thoát khỏi chuỗi khổ quả và tiến tới giác ngộ và giải thoát. Thứ ba, khổ ảo. Khổ này chỉ do ảo tưởng tạo ra chứ vốn không có thật. Đây mới chính là khổ đế mà Đức Phật nói đến trong Tứ Diệu Đế. Nó còn khổ hơn cả hai loại khổ trên nên mới gọi là khổ đế. Khổ này có thể chấm dứt hay đoạn tận khi không còn ảo tưởng tham sân si. Nhầm lẫn khổ đế với khổ tự nhiên và khổ quả là không đúng. Khổ do dục ái, hữu ái, phi hữu ái tạo ra mới hình thành khổ khổ, hoại khổ, hành khổ trong khổ đế. Ba loại khổ trong khổ đế này đều do ảo tưởng tạo ra nên gọi là khổ ảo. Mặc dù do ảo tưởng tạo ra, nhưng một khi đã hình thành kết quả thì lại trở thành khổ quả thật. Thí dụ,
do tưởng tượng mà sợ ma. Khi đã sợ hãi thì lại mất ăn mất ngủ. Thế nên từ khổ ảo của tâm sinh ra khổ thực trên thân mà trở thành khổ thọ. Nếu ảo tưởng biến mất thì khổ ảo cũng biến mất luôn. Chỉ còn di chứng trên thân mà thôi, như nhồi máu cơ tim chẳng hạn. Thí dụ, một người thấy sợi dây tưởng là con rắn thì sợ hãi, lo âu phát sinh nên thần kinh căng thẳng mà khổ. Nhưng khi nhìn lại thấy sợi dây thì toàn bộ ảo ảnh cùng với ảnh hưởng của chúng chấm dứt. Cho nên cái khổ này là khổ có thể chấm dứt được bằng cách quán chiếu, thấy được nó chỉ là do ảo tưởng sinh ra. Khổ đế cần phải được hiểu đúng. Nhiều người hiểu lầm khổ đế là khổ tự nhiên hoặc khổ quả nên cố tu để mong thoát ra hai loại khổ này. Như vậy chẳng khác gì gỗ đá. Chỉ khi nào thấy khổ do ảo tưởng sinh ra thì lúc đó chấm dứt ảo tưởng của bản ngã, và tất nhiên cũng không còn cái khổ đế đó nữa. Nhưng lúc đó mới thấy cái khổ tự nhiên chính xác hơn để tránh. Thí dụ, uống một chút rượu đã thấy rõ tác hại của nó ngay, nên không bị nghiện ngập và tránh được bệnh tật. Hoặc khi có khổ quả thì biết nguyên nhân do mình tạo ra nên không than trách ai khác. Cho nên chỉ chấm dứt cái khổ do ảo tưởng tạo ra mà Đức Phật gọi là khổ đế thôi, chứ không phải mong cầu thoát khỏi cái khổ tự nhiên và khổ quả. Đó là chỗ nhầm lẫn lớn trong việc tu tập. Nếu nhầm lẫn như vậy, sự tu tập sẽ hướng đến quỷ diệt sự thật, chứ không phải quỷ diệt bản ngã tạo ra ảo tưởng. Cũng cần phân biệt giữa nhân và quả. Có cái khổ thuộc tâm vô nhân dị thục, gọi là thọ ưu, nhưng vẫn là khổ quả, chứ không phải tâm sân thuộc nhân tạo tác. Cái thân có các tri giác, thấy, nghe, ngửi, đếm, xúc giác, và biết này chính là biểu hiện của tâm vô nhân dị thục. Có các cảm thọ lạc khổ hỷ ưu và xả, nên khi tiếp xúc với một đối tượng nào đó, do tâm vô nhân dị thục bất thiện mà khổ ưu tự sinh, chứ không phải do nhân tạo tác hiện tại. Thực ra, nếu không có tâm vô nhân dị thục thì cũng không có thân này. Ngay cả báo thân của Phật và các bậc thánh cũng từ tâm vô nhân dị thục mà có. Cho nên các ngài vẫn có các cảm thọ khổ ưu. Nhân quả trong nghiệp báo cũng là hệ luận của nhân quả tự nhiên, nên khổ quả cũng vẫn có tính chất tự nhiên, chỉ khác ở chỗ vô tình và hữu tình mà thôi. Phật chỉ ra 7 việc không đáng để làm trong đời người. Đời người ta chẳng phạm sai lầm, làm những việc không đáng để phải gánh hậu quả. Nhưng nếu nghe lời Phật dạy, biết mà tránh, thì cuộc đời sẽ an nhiên, khoan thai hơn rất nhiều. Thứ nhất, trốn tránh trách nhiệm. Để làm được điều này quả thực không dễ dàng, bởi thật khó để giữ tâm bình thản khi đối diện với khó khăn. Nhưng bình tĩnh đối diện mới là chìa khóa giải quyết mọi khó khăn. Còn trốn tránh trách nhiệm thì chỉ lãng phí thêm thời gian cũng như sự lo lắng của bản thân mà thôi. Thứ hai, tự lừa dối bản thân. Mình không tài giỏi, nhưng cứ tự lừa dối rằng mình giỏi giang hơn người. Mình đang đau khổ, nhưng lại cứ quyển quặt bản thân trong thứ hạnh phúc mông lung, khó nắm bắt. Tự lừa dối bản thân là điều không đáng làm trên đời này. Bởi khi ấy, bạn sẽ chẳng nhận ra khả năng và vị trí của mình ở đâu, không có hướng đi rõ ràng, luôn quẩn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực. Vậy nên, nếu muốn gặp được cơ hội tốt, muốn được thành công và hạnh phúc, hãy bắt đầu từ việc chân thành đối đãi với chính mình. Có yêu bản thân thì mới yêu được mọi người xung quanh, cũng chính vì lẽ đó. Thứ ba, cố gắng trở thành người khác. Ai cũng một lần trong đời ngưỡng mộ người khác và mong muốn bản thân mình trở thành người ấy. Đó thực sự là một sai lầm không đáng có. Một người xinh đẹp, thông minh, thành đạt, ưu tú hơn mình, nhưng có một sự thật là họ không phải mình,
và mình chẳng bao giờ là họ. Thay vì cố gắng để trở thành người khác, hãy chính là bản thân mình, cố gắng hết sức để trở thành người tốt, lương thiện, bao dung nhân loại. Và khi ấy, chính bạn cũng trở thành người đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người xung quanh. Thứ tư, chìm đắm mãi trong quá khứ. Phật chỉ ra điều không đáng làm trong đời người, trong đó có việc chìm đắm mãi với quá khứ. Quá khứ là thứ đã qua đi, không lấy lại được. Tương lai là những gì sắp diễn ra, không nắm bắt được. Hiện tại mới là cuộc đời, là lẽ sống của mọi người. Vì thế, đừng mãi đắm chìm trong quá khứ, để rồi khi thực sự thức tỉnh, đã thấy mình già nua, lạc hậu, khó lòng bắt đầu với cuộc đời mới. Thứ năm, sợ phạm sai lầm, trách móc bản thân. Có người làm mọi việc bất chấp sai lầm, nhưng cũng có người không dám làm việc gì vì sợ phạm phải sai lầm. Thử hỏi trong đời, có mấy người là không từng trải qua sai lầm để gặt hái thành công? Đôi khi, điều khiến bản thân mọi người hối hận, dây dứt mãi, không phải là làm một việc sai lầm, mà là không dám làm nó. Trách móc bản thân vì phạm sai lầm cũng là điều tốt để phản tỉnh, đánh thức cái thiện lương trong tâm hồn, giúp bản thân trưởng thành hơn. Mỗi sai lầm hôm nay sẽ là bài học kinh nghiệm cho tương lai, giúp bạn hoàn thiện chính mình. Vì thế, thay vì trách cứ bản thân, chỉ bằng hãy tìm cách sửa đổi nó, biến nó thành động lực để giúp mình bay cao, bay xa hơn nữa trong cuộc đời. Thứ sáu, đáp ứng mọi nhu cầu của bản thân. Phật chỉ ra rằng, dục vọng con người như chiếc thùng không đáy, gần như là vô hạn. Bởi thế, trong đời này, nhu cầu bản thân, những điều chúng ta mong muốn là vô cùng nhiều, khó mà kể hết. Tuy nhiên, có những thứ thực sự khiến ta thỏa mãn và hạnh phúc đôi khi rất ít và đơn giản. Đó có thể là nụ cười và sự cho đi, là tình yêu thương. Hãy tu tâm dưỡng tính, biết được nhu cầu nào là cần thiết và điều gì cần buông bỏ. Mãi mê chạy theo để đáp ứng mọi nhu cầu bản thân là điều không đáng để làm trong đời này. Thứ bảy, lãng phí thời gian vào nhầm người. Cuộc đời ngắn ngủi, sinh tử liền kề, nên đừng đem những ngày tháng quý giá ấy để lãng phí nhầm người. Đôi khi chúng ta chìm đắm trong đau khổ mà quên mất cách buông bỏ, đẩy lùi phiền não. Bạn bè tốt là cả khi giàu sang hay cơ hàng đều nghĩ tới nhau, chứ người mà khi phú quý huy hoàng mới đến kết giao thì chưa chắc đã là bạn chân chính. Những điều kỳ diệu trong cuộc sống người tu. Hòa thượng Thích Trí Quảng, thế danh là Ngô Văn Giáo, sinh ngày 15 tháng Giêng năm 1940, là tu sĩ Phật giáo. Hiện ngài là Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài từng giữ cương vị quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đệ nhất Phó Pháp Chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh. Ngày 29 tháng 11 năm 2022, trong phiên họp thứ nhất của Hội đồng Chứng minh khóa 9, đã suy tôn trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng vào ngôi vị Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nghi thức suy tôn được diễn ra ngay sau đó tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc. Như vậy, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng là Pháp Chủ đời thứ tư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người đứng đầu và là biểu tượng của giới luật và phẩm hạnh trong giáo hội. Sau đây là bài giảng của Hòa thượng Thích Trí Quảng về những điều kỳ diệu trong cuộc sống người tu. Theo kinh nghiệm tôi trải qua hơn 70 năm sống trong nhà Phật, nhìn lại thấy có nhiều người xuất gia đồng tu tập, nhưng mỗi người có cái thấy Phật khác nhau, từ đó tu hành cũng khác nhau và đạt kết quả tất nhiên cũng khác nhau. Kết quả cao nhất là làm Phật trong hiện đời thì tôi chưa thấy người nào được, nhưng làm tổ, làm thầy có nhiều người được và cũng có nhiều người sa đọa làm ma quỷ.
Vì vậy, tăng ni Phật tử phải suy nghĩ, cân nhắc xem cái thấy của chúng ta thế nào, hành đạo của chúng ta thế nào, để chúng ta thành Phật, thành Tổ, không uổng phí cuộc đời tu của mình. Nếu nhìn đời bằng đôi mắt thế tục của con người, của tham vọng, thì dù mặc áo tu, chúng ta cũng chưa tu, chưa phải là người tu thực sự, nên kết quả không tốt như nhiều người mà chúng ta đã thấy. Nhiều người nói mặc chiếc áo tu chưa phải là thầy tu, nhưng có người nói nhờ mặc áo tu được cung kính. Đó là hai ý tưởng sai lầm lớn của phàm tục dẫn chúng ta vào con đường tội lỗi. Nếu nghĩ nhờ áo tu của Phật chúng ta được cung kính cúng dường hưởng phước báo của Phật thì chắc chắn phải đọa. Vì vậy lúc sanh tiền, Hòa Thượng Trí Tịnh rất sợ người ta cung kính qua chiếc áo tu, cho nên Ngài ít mặc áo tu đi thọ lãnh cúng dường. Lời Hòa Thượng dạy tôi đã 70 năm qua mà tôi không quên, rằng mình phải học và làm theo Phật, theo Tổ mới thành Phật, thành Tổ được. Không làm theo Phật, theo Tổ nhưng đi chệch hướng, hậu quả không lường trước được. Ngài lập hạnh theo Tổ U Ba Cúc Đa, không đi trai tăng, không nhận lãnh phẩm vật cúng dường. Ngài nói khi người ta cúng dường vì thấy mình là thầy tu, mặc áo tu của Phật nhưng không tròn hạnh của Phật, không đủ bốn tâm vô lượng của Phật mà còn kẹt tham sân si là phá pháp, chắc chắn bị đọa. Quý huynh đệ nên suy nghĩ mình mặc áo Phật nhưng có tâm Phật chưa? Trong bốn tâm vô lượng của Phật mình tu được tâm nào? Mặc áo Phật không có tâm Phật là điều xấu hổ. Ý thức như vậy thì lên được. Tôi thấy Hòa Thượng giữ điều đó suốt đời. Tôi học theo Ngài, tức thọ lãnh cúng dường ít chừng nào tốt chừng đó, để đỡ mang nợ thì nhẹ bước đi lên. Ráng tu bốn tâm vô lượng phát xuất từ tâm chúng ta, và tu được bốn tâm này mới hiện tướng giải thoát. Và tướng giải thoát nằm trong bốn loại hoài nghi của chúng ta. Xa hơn nữa, vì tâm chủ đạo nên nó hình thành 3.000 hoài nghi, 84.000 tế hạnh. Như vậy, tăng ni làm sao cho người thấy chúng ta có 3.000 hoài nghi? Được như vậy là tỳ kheo này có tâm vô lượng của Phật. Nếu như chưa được như vậy là chưa bước chân vào đạo, chưa xứng đáng mặc y Phật, cần phải cân nhắc điều này. Hoài nghi rất quan trọng. Không phải chúng ta có ý lập hoài nghi để người lầm tưởng chúng ta có hoài nghi thật, lầm tưởng chúng ta là thầy, là Phật. Nhưng hoài nghi này phát xuất từ tâm chúng ta, lúc nào cũng có hoài nghi. Không phải hoài nghi là gò ép bên ngoài, có khách mới trang nghiêm, không có khách chúng ta buông lung. Tôi học Hòa Thượng Thiện Hòa hành này, Ngài dạy tọa mật thất như thân cụ, nghĩa là mình ở mật thất một mình nhưng nghĩ như ở trước đám đông, trước Phật, trước quần chúng quý vị như thế nào về phòng cũng thế đó. Trong phòng thanh tịnh, ra ngoài cũng thanh tịnh, thì tướng thanh tịnh là tướng tự nhiên. Trong phòng buông lung, có khách giữa kẻ là không thật, giả dối. Mình rèn bốn khoai nghi bên ngoài, tu bốn tâm vô lượng bên trong, lần lần thanh tịnh. Và tùy theo mức độ thanh tịnh mà chúng ta thấy Phật khác nhau. Khi tâm chúng ta chưa thanh tịnh, thấy Phật khác. Khi tâm chúng ta thanh tịnh, thấy Phật khác. Vì vậy, thấy Phật, không ai thấy giống ai. Con người thì thấy Đức Phật, cũng là con người như mình. Nhưng tại sao Ngài trải qua khoảng thời gian ngắn, chỉ 6 năm tu thành Phật? Mình cũng là người, mà tu suốt đời không thành Phật, thậm chí cuối đời càng tệ hơn nữa, thành ma quỷ. Tôi nghe Hòa Thượng khuyên diệu thăm huynh đệ. Ngài nói điều mà tôi suy nghĩ. Phật không bao giờ nói dối. Phật dạy dù xuất gia hay tại gia, giới cấm nói dối cũng quan trọng. Nói dối phạm ba la di, mất giới thể tùy kheo, thì giới tướng tỳ kheo còn là cái áo tu. Tăng ni tu không suy nghĩ cân nhắc, không giữ gìn giới cấm thì tu cả đời không thành tựu quả gì nào.
theo Phật dạy, ví như nấu cát muốn thành cơm. Thực vậy, khi giới thể tỳ kheo mất, mầm bồ đề thối, cây khác mọc lên mà chúng ta lầm tưởng là cây bồ đề. Từ yếu lý này, tôi nhìn về sự việc Phật dược thành xuất gia. Có nhiều người thấy khác nhau. Có người thấy lính gác cổng thành ngủ mê, thái tử mới bảo Sa Nặc lấy ngược kiền trách đi trốn khỏi thành. Tôi nghĩ điều này khó có. Người thường không có trí mới nghĩ chờ lính ngủ rồi thái tử mở cửa thành đi tu. Và trước khi đi tu, thái tử còn vô thăm vợ con lần cuối. Tôi thấy tình cảm ngài nặng nề như vậy, làm sao tu? Hay mình thấy cao xa hơn để đi tu? Cái nhìn thứ hai không theo con người trần tục, nhưng thấy theo người tu có tâm hồn trong sáng sẽ thấy khác hơn người phàm chứ. Theo lịch sử, khi thái tử đi du hành, vua Tịnh Phạn ra lệnh dọn đường xá sạch đẹp, dẹp hết những người già, người bệnh, người chết bên vệ đường, để thái tử không thấy cảnh già bệnh chết làm ngài buồn bã. Nhưng trên đường thái tử đi lại xuất hiện người già, người bệnh, người chết và sa môn. Thấy bốn hiện tướng này, thái tử mới sợ ngài cũng sẽ già bệnh chết, và thấy sa môn giải thoát nên ngài có ý muốn đi tu. Đó là cái thấy của con người trần tục, thấy bằng mắt thịt. Người tu suy nghĩ khác, thấy khác mới mở được con mắt đạo. Thấy khác là sao? Người có đầu óc triết học thấy khác, hoặc thầy tu có cái nhìn xa trong thiền quán cũng thấy khác. Chuyện này không thể thấy như vậy được. Thử nghĩ, một người thông minh như thái tử, 8 tuổi đã biết 36 ngôn ngữ, đã thuộc lòng kinh Vệ Đà, là siêu thần đồng, mà chuyện sanh già bệnh chết ngài lại không biết là điều vô lý quá. Bậc siêu việt này đi tu là đi theo cái giỏi của ngài, đi theo cái thấy của ngài, đi theo cái biết của ngài mà chúng ta không thể hiểu được. Hiểu biết cao tột của Phật so với hiểu biết của ta cách nhau một trời một vực, thì không ai hiểu được Phật. Đó là cách nhìn của Đại Thừa bắt đầu mở ra, không phải như chúng ta chấp cái này cái kia mới là của Phật. Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa rằng, dù tập hợp tất cả Bồ Tát và Thánh chúng, cũng không thể hiểu một phần của Phật. Bao giờ thành Phật mới hiểu được Phật? Khi còn là học tăng, tôi thắc mắc điều gì, hỏi Hòa Thượng Trí Tịnh. Ngài nói, mai mốt thầy lớn, thầy ngộ, thầy chứng, rồi thầy hiểu. Chưa ngộ, không hiểu được việc của người ngộ. Chưa chứng, không hiểu được việc của người chứng. Chưa sáng mắt, không hiểu sự vật. Có hỏi cũng không nói, vì nói cũng không biết. Hòa Thượng Chủ tịch ít nói, suốt 40 năm ngày không ra ngoài, chỉ ở trong thiền thất. Tôi thăm Hòa Thượng, ngài cho biết ở thiền thất yên, ra ngoài bất an. Học điều này, chúng ta suy nghĩ việc làm của những con người đặc biệt. Hòa Thượng Trí Tịnh cũng là người khó hiểu. Khi Hòa Thượng đi tu, ngài có giống anh em đi tu không? Đầu tiên, ngài thấy điều lạ trong giấc chiêm bao làm ngài suy nghĩ để tự tìm ra sự thật của giấc chiêm bao. Trong giấc ngủ, ngài thấy ông già tóc bạc phơ nói với ngài rằng, bao giờ cọp chết thì rắn về núi. Chỉ một câu nói như vậy mà ngài suy nghĩ mãi. Các anh em có suy nghĩ hiện tượng trong chiêm bao không? Hay chiêm bao qua rồi thôi? Chiêm bao này ám ảnh cả cuộc sống của ngài. Cho đến khi ở nhà ngài, có nuôi con cọp con, vì cọp mẹ bị bóng chết. Một hôm, tự nhiên cọp con cũng lăn ra chết. Ngài chợt kỳ đến câu nói, bao giờ cọp chết, rắn về núi, mà ngài tuổi Tỵ. Thế là điềm lành được báo trước trong giấc chiêm bao đã đến. Ngài mới lên núi Cấm để tu. Hòa Thượng Vạn Linh vừa nhìn thấy ngài liền nói, chú này đời trước đã là Hòa Thượng Pháp Sư, đời này cũng là Hòa Thượng Pháp Sư, đại chúng đừng xem thường. Rõ ràng cái thấy của người tu khác với cái thấy của phàm tục. Thực vậy, một vị tu hành ở trên núi nhìn một chú nhỏ chưa tu
mà biết là hòa thượng rồi. Ngay lúc tổ khẳng định như vậy, hòa thượng đã xin xuất gia. Tổ Giảng Linh cũng có điều đặc biệt, không cho ngài ở với chúng, nhưng cho cất một chòi tranh để ngài tu sẽ đắc đạo. Thế giới người tu có những điều lạ mình không thể nào hiểu. Bao giờ hiểu được, ngộ được mới gọi là thấy. Trên bước đường tu, chúng ta học có 2-3 bằng cấp tiến sĩ, nhưng chưa ngộ, chưa chứng, chưa thấy lẽ quyền di, coi như chưa có gì. Đôi khi còn thành sở trí chướng, vì học nhiều thì chấp nhiều, thường cãi nhau sanh nhiều phiền não, cho đến tăng thượng mạng, không phải là học Phật. Học Phật phải thấy, phải biết sự việc đúng như thật. Việt Nam có Phật Hoàng Trần Nhân Tông cao hơn một bước. Ngài đã thể hiện sâu sắc điều này và dạy rằng không nhất thiết phải xuất gia hay tài gia, nhưng quan trọng là phải ngộ, phải chứng, phải thấy biết thật. Còn chúng ta chỉ thấy hình thức bên ngoài, bên trong chúng ta không thấy nên phạm nhiều sai lầm. Làm sao chúng ta thành Phật, thành Tổ được? Thấy bên ngoài mà hiểu được bên trong. Lý này Kinh Pháp Hoa dạy rằng thấy tướng bên ngoài phải hiểu tánh bên trong và hiểu cả cái dụng bên trong của nó. Không hiểu tánh, không hiểu dụng của mọi sự việc, của mọi người thì không hiểu gì hết, phải thất bại cho đến mất mạng. Vì vậy, điều quan trọng là thấy sự việc như sự thật, gọi là thuộc tướng Pháp. Tăng ni cần phải học tu cho được Pháp này. Trở lại, Đức Phật là người biết tất cả mọi việc, biết rõ kinh Vệ Đà. Nhưng sanh già bệnh chết trên đời này, sao Ngài lại không biết, mà vua Tịnh Phạn lại nghĩ có thể che giấu được Ngài? Điều thứ hai, vua Tịnh Phạn đã sắp xếp đầy đủ mọi cảnh quan tốt đẹp trên đường đi của Thái tử. Nhưng tự nhiên có 4 thứ không mong muốn lại xuất hiện. Tại sao có một ông già, một người bệnh, một người chết và một sa môn? Nếu để tự nhiên thì phải có nhiều người già, nhiều người bệnh, nhiều người chết và nhiều sa môn. Đã cấm hết những người này vô thành, sao để lọc vô 4 thứ người này? Tu hành chúng ta phải ngộ, phải chứng, phải giải. Có người nói điều này không thể có, nhưng có được là có trong quyền bí, tức nâng cái thấy ở bước cao hơn. Nói cách khác, người tu phải khám phá cho được cái quyền bí, còn chỉ tu hình thức không thấy cái quyền bí trong cuộc sống thì cũng như không. Vì tu cái thân sanh diệt, rồi cuối cùng thân này hoại diệt, cũng chết, cũng chẳng được gì. Chúng ta tu bỏ cuộc đời này là muốn khám phá quyền bí trong cuộc sống con người, khám phá quyền bí trong trời đất này. Vì vậy, chúng ta dấn thân hết lòng, đem cả sinh mạng đánh đổi thì mới có. Thiền có một câu dễ thương thể hiện lý này rằng: không có cái lạnh thấu xương, hoa mai đâu dễ nở. Hành giả tu có hy sinh đến độ cao là thân mạng ngũ quẩn mất đi thì trực giác hiện ra. Phải thấy được chỗ đó. Thực vậy, Phật dạy rằng sự hiểu biết của con người gọi là thức quẩn, do thọ, tưởng, hành hợp lại sanh ra. Mà thọ, tưởng, hành là giả thì thức quẩn được cấu tạo bằng những thứ giả này tất nhiên cũng giả. Vì vậy, khi thọ, tưởng, hành diệt thì thức cũng chấm dứt. Nhận thức như vậy, ban đầu tăng ni cố gắng cắt cho được thọ, tưởng, hành, thức thì trực giác hiện ra, sẽ thấy sự vật khác đi, thấy tại sao lại có người già, người bệnh, người chết và sa môn lù xù xuất hiện trước mắt thái tử, dù vua cha đã sắp xếp cẩn thận việc cõng con này mà cũng không được. Cái cảnh không vui ấy lại tự động xuất hiện đúng lúc, thì theo lý giải về mặt quyền bí, đó là trời đế thích quá ra một ông già lụm cụm, quá ra một người bệnh rên la, quá ra một người chết sành thối, và quá ra một ông sa môn giải thoát. Đây là cái thấy đưa về siêu nhiên do trời làm, vượt ngoài sức tính toán của vua Tịnh Phạn. Vua chỉ có thể cấm người sống lãng giảng, nhưng với người siêu nhiên
vua không thể cấm được. Thiết nghĩ, những gì vượt hơn hiểu biết của con người đều là siêu nhiên, là thần thánh, mà thực tập Pháp, Phật thấy được mới thú vị. Còn hiểu thông thường thì chán lắm. Tất cả hiện tượng, người già, người bệnh, người chết, và người tu, thanh thản đều do trời đế thích quá hiện ra cho Thái tử thấy, để nhắc nhở ngài tu hành sớm ra khỏi sự ràng buộc của trầm luân sanh tử. Và Thái tử đi tu, có con ngựa đặc biệt thuộc Thiên Mã, tức của trời đế thích hiện ra, không phải ngựa thường, mới chở Siddhartha bay ra khỏi thành được. Không phải là cảnh đơn giản bình thường, sẽ nặc dắt ngựa ra, mở cửa thành cho Thái tử lên ngựa trốn đi và tới bờ rừng, ngay xuống ngựa, rồi Sa Nặc cưỡi ngựa quay về. Nhưng tại sao về đến thành Ca Tỳ La Vệ, ngựa bỏ ăn rồi chết? Hiện tượng kết thúc kỳ lạ này khiến chúng ta suy nghĩ, phải chăng con Thiên Mã hay trời đế thích đã làm tròn nhiệm vụ đưa Thái tử vượt thành xuất gia xong thì quá kiếp? Nhắc chuyện này, rồi tôi nhớ năm tôi sang Pháp ở chùa Trúc Lâm với Hòa Thượng Phước Đường. Hòa Thượng nuôi con chó bẹt rê khôn lạ. Mỗi khi tôi đi giảng về, nó đón tôi ngoài cửa, dắt tôi vô tới phòng, rồi kéo nắm cửa để tôi vào. Mở cửa phòng cho tôi xong, nó về lại phòng của nó. Tôi cảm nhận giữa nó và tôi có tình cảm thân thiết đến lạ lùng. Trong cuộc sống của mình, lần lần các anh em sẽ khám phá được hiện tượng lạ, đó là tu. Tự nhiên tôi nghĩ con chó này là anh bạn nào của mình trong những kiếp trước, nay tái sanh gặp lại mới thương nhau vậy. Tôi xuống phòng anh, ngồi nhìn anh, lòng nghĩ anh đời trước là gì, làm gì mà đời này làm súc sanh. Thôi anh ráng tu ở chùa được, đừng ăn thịt nữa. Chó bẹt rê thì phải ăn thịt, không thể khác. Nhưng nghe tôi nói vậy, nó nhịn đói 3 ngày rồi chết, khiến tôi nhớ đến con Thiên Mã của Siddhartha cũng nhịn đói chết. Điều này mở ra cho tôi suy nghĩ hướng về cánh cửa tu quyền bí nhiều hơn. Nhắc đến việc đi tu của Thái tử, ngày vừa tới bìa rừng liền gặp ông thầy tu giấu cung tên trong áo cà sa. Thái tử hỏi ông giấu cung tên trong áo tu để làm gì. Ông nói giấu cung tên để dã thú không sợ, ông mới tới gần giết được nó. Thường nghĩ xem, tại sao lại có ông thầy tu giả bất chợt ở bìa rừng đón Thái tử để nói như vậy? Thái tử mới bảo ngài đưa áo cẩm bào này đổi lấy chiếc áo tu của ông để ông bán lấy tiền sống, khỏi làm thợ săn nữa. Cũng có chuyện đơn giản này, nhưng có người lý giải rằng do trời đế thích quá ra thầy tu giả để cảnh giác Thái tử đề phòng. Theo thầy tu giả thì suốt đời không được gì, chỉ bị đọa thôi. Và Thái tử mặc chiếc áo rách của ông thầy tu đến 6 năm, không có thay đổi áo nào khác. Tới trước khi thành đạo, ngài mới xuống dòng sông Ni Liên tắm, thấy xác chết có đắp vải vàng. Ngài lấy miếng vải đó làm áo. Và lý giải theo lẽ quyền bí thì áo này cũng của trời đế thích cho Thái tử để hộ mạng. Cũng giống cái y của Đường Quyền Trang do Bồ Tát Quan Âm cho để đi thỉnh kinh, ma quỷ không dám phá. Người nhìn về siêu nhiên thấy được ông thầy tu giả do trời đế thích quá ra. Và sáng hôm sau, Thái tử thấy Sa Môn thật. Ông này mới chỉ đường cho Thái tử đi đến nhà hiền trước Kamala học đạo và nhắc rằng Thái tử phải thận trọng, đi tu sẽ gặp nhiều điều phức tạp lắm. Ông vừa đi vừa chỉ Thái tử các loại trái cây, lá cây, rễ cây ăn được, vì ông biết rõ loại thức ăn này ở trong rừng mà ông chuyên sử dụng. Riêng tôi đi tu cũng vậy, gặp ông thầy trên núi chỉ tôi trái cây nào, lá cây nào, rễ cây nào mà chim thú ăn được thì mình ăn. Tu hành mình cũng nghiệm, cũng có những điều giống như Phật kể, nên mình quyết tâm tu. Và có căn lành sẽ có chân sư chỉ lối đưa đường, giúp mình đi đến đích cuối cùng. Anh em quyết tâm tu sẽ có được những điều kỳ diệu.
tôi đi trên đường đạo cho đến nay gần cuối cuộc đời, luôn gặp an lành. Từ đầu gặp chân sư chỉ đường, xa hơn cảm giác có Bát Bộ Thiên Long che chở. Tất cả sóng gió cuộc đời tôi vượt qua được nhẹ nhàng. Phải quyết tâm tu, dám đánh đổi cả mạng sống thì may ra mình mới có những điều kỳ diệu ngay trong cuộc sống này. Và xa hơn, có thực tập thiền quán, dịch tận thọ tưởng hành thức, đến chỗ trống không. Kinh Pháp Hoa gọi là đến bãi đất trống là Bát Nhã, ngưng bặt thọ tưởng hành thức. Chúng ta bắt đầu thấy khác. Thấy khác là thấy cái gì? Theo kinh nghiệm tôi tu, nếu thấy bằng thức thì ban đầu tuy không có ai, nhưng lại thấy có nhiều người xung quanh. Thật vậy, thuở nhỏ đêm khuya thanh vắng, ở tổ đình quê nghiêm chỉ có hai thầy trò, nhưng tôi nghe tiếng tụng kinh. Hòa thượng nói là tổ tụng kinh. Đó là bắt đầu nghe cái không nghe, thấy những cái không thấy. Tôi ngồi tụng kinh tham thiền một mình, nhưng hình như thấy nhiều người tụng với mình, là thấy nghe của mình vượt thời gian, không gian để đi vào thế giới siêu hình. Và thâm nhập được thế giới siêu nhiên này, từng bước miên mật tu hành, chúng ta sẽ chứng được quả tối thiểu là dường lưu, bắt đầu bước vào dòng thánh. Từ đây khởi tu ít lầm lỡ hơn. Nếu chúng ta còn ở dòng vọng thức tu thì được ít và mất nhiều, thậm chí không được gì. Mong các huynh đệ nỗ lực thực tập đúng đắn Pháp Phật để gặt hái quả vị tu đà quả, có được cái thấy, cái biết thế giới quyền diệu để tỏa sáng chánh pháp cho nhiều người nương nhờ, cho thế giới này tốt đẹp, an bình. Hòa thượng Thích Trí Quảng. Lời Phật dạy: tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Giá trị tinh thần của lời nói. Tại sao tu tâm không bằng tu khẩu? Người xưa có câu: bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Quả vậy, nghiệp báo từ những lời chúng ta nói là có thật. Vết thương trên thân thể theo thời gian có thể lành lại, nhưng vết thương từ lời nói có thể in mãi trong lòng, thấu tận tâm can. Lời nói là vô hình mà từ xưa đến nay đã gây nên bao nụ cười và nước mắt. Ác khẩu làm cho anh chị em xa lánh, bạn bè tốt rời xa, gia đình ly tán. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Ai trên đời cũng có lòng tự trọng, đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy. Bằng không, phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần. Phật dạy về ác khẩu và quả báo. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích người chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy: tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý kiến, lời nói phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự mình điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh quà cho mình. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ác sẽ xa lánh, quyền rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi về sau. Nho giáo có dạy rằng: dấu ít ngữ ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mặc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy, đầu rơi, nhưng
tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo thì phải học cách cảm tình bản thân, trở nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Lời nói là thứ ngôn ngữ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, là phương tiện kết nối, truyền đạt, đem lại sự thấu hiểu lắng nghe, giúp đỡ con người với con người về mặt tinh thần, an ủi khi buồn, chia sẻ khi vui. Giá trị tinh thần mà lời nói đem lại sẽ giúp con người chúng ta vượt qua nhiều nghịch cảnh, nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng không ít lời nói lại làm mất lòng nhau, gây cho nhau sự đau khổ, tổn thương lẫn nhau. Trong giới khoa học, lời nói giúp truyền tải các quan điểm nghiên cứu để khoa học được tiếp thu phát triển. Trong công việc, lời nói là cách thức trao đổi, làm việc nhóm, góp ý, động viên nhau. Trong đời thường, lời nói là sự bày tỏ yêu thương, chia sẻ cùng nhau, là cách nói năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Lời nói là một thứ ai cũng có, là một bản năng của con người. Ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình, được nói lên những cảm nhận về người khác. Lời nói còn là phương tiện để trao đổi thông tin, bộc lộ tình cảm. Với những giá trị mà lời nói mang lại đã đủ để cho thấy tầm quan trọng của nó. Nhưng lời nói lại không mất tiền để mua, mà vẫn có thể nói được. Vì vậy, người xưa vẫn thường răn dạy chúng ta phải biết cách chọn lựa, phải suy nghĩ thấu đáo, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ra một vấn đề gì, để tránh làm mất lòng, tổn thương người khác. Một lời nói có thể dẫn con người đến niềm vui tột đỉnh, nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ. Nó có thể cứu giúp một cuộc đời, nhưng cũng có thể kết thúc một cuộc sống. Cái hay của lời nói không phải là âm thanh được phát ra, mà đến từ nội dung, cảm xúc được truyền đạt bên trong nó. Chúng ta mất một vài năm học mẫu giáo, 5 năm học tiểu học, 4 năm học trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, nhưng lại mất cả đời để học nói. Nhà văn tác giả cuốn tiểu thuyết Nhà giả kim Paulo Coelho nói: những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc. Chúng ta phải học cách nói để khi nói ra không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau, để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết, để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không khiến người ta nổi giận, để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này vừa là do nghiệp, vừa là bởi nghiệp. Nghiệp đẩy ta đi, nhưng nguyện giúp ta chọn nơi tốt nhất để đến. Cho nên chúng ta nguyện có những điều an lành đến với chúng ta. Chúng ta thường gặp những thiện duyên được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nguyện và học để nói với những lời tốt đẹp. Làm sao để mình, để người được thanh thản. Đừng nói theo cách bới móc, rác rưởi, mà nói lời hay ý đẹp, hoa nở xinh tươi. Trong mọi mối quan hệ đều có hai mặt của vấn đề. Để chiến thắng một cuộc tranh cãi thì chính chúng ta đã thua. Thua gì để tranh cãi có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Thua chính mình vì mình không kiềm chế được cảm xúc nhất thời, muốn phân đúng sai. Đúng sai ra sao, cuộc đời sẽ dạy cho họ. Không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra được bài học cho chính mình. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái vòng luẩn quẩn của nhân và quả mà thôi. Cuộc đời cũng dài rộng lắm, miệng đẹp tâm tốt, cần phải tu mỗi ngày. Tạo hóa rất công minh, khi sinh ra 2 con mắt để nhìn cho thấu, 2 tai để nghe cho hiểu,
hai chân để đi cho xa, hai tay để nâng làm việc giúp đời, nhưng lại chỉ cho ta một cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói những lời đáng nói, buông những lời cần buông, tu khẩu tu tâm cho nhẹ muộn phiền. Lời nói của con người vừa có sức nặng quỷ diệt, vừa có sức mạnh hàn gắn vết thương. Khi những lời nói vừa chân thực lại chứa đựng hảo ý, thì có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Quả đúng như vậy. Lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những nỗi buồn khổ. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên đúng lúc, có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của ai đó, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện trong họ, khơi gợi nảy mầm những chủng tử tốt đẹp. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như thế. Đức Phật dạy rằng, ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong bốn điều bất thiện thuộc về lời nói. Vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nó sẽ gây ra nhiều tác nhân cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Đức Phật khuyên, chớ nói lời làm tổn thương người, ác khẩu, ác chiêu mời quả báo. Đức Phật nói, nơi thân thể chúng ta có ba chỗ phát sinh ra nghiệp. Thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý nghĩ, gọi là thân, khẩu, ý. Trong đó thân có ba nghiệp ác là sát sinh, trộm cắp và dâm. Ý có nghiệp là tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, tà kiến. Còn khẩu có bốn nghiệp, một là nói dối, hai là nói lời hung ác, ba là đâm thọc, kích bác người này, kích bác người kia để họ mâu thuẫn nhau. Bốn là nói lời thiêu dệt, có ít mình nói ra nhiều, gọi là nói lời ác độc, quyền rủa, nói những lời cay nghiệt, đó là nghiệp miệng, theo lời Phật dạy. Sống trên đời nên thận trọng với ác nghiệp, bởi vì ác khẩu, ác ngữ là lời nói thâm độc, thô bạo, mắng giết, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Nhưng còn tùy vào ngữ cảnh giao tiếp, không phải lúc nào nó nặng lời hoặc lớn tiếng cũng là ác khẩu. Khẩu nghiệp chính là những khẩu nặng nề nhất trong mọi người. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vết thương gây ra trên thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương trong lòng gây ra bởi lời nói thì chưa biết bao giờ mới lành lặn được. Trong sách có một câu như sau: phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó, hay Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là người trí, người giác ngộ thì làm việc gì, nói lời gì, nghĩ điều gì, luôn luôn cẩn trọng cân nhắc đến hậu quả của nó. Còn người mà nói năng thô thiển, tư xử theo cảm tính, suy nghĩ cá nhân, ích kỷ để được thỏa dạ, hạ lòng, khi hậu quả đến thì vạn phần âu lo. Con người sống ở đời mà dùng lời nói thâm độc, thô thiển, mắng nhiếc, chửi rủa, thì trước hết chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, thiếu đạo đức, không văn minh trong lời nói giao tiếp, hạ thấp uy tín của bản thân. Không ai trong cuộc đời này có thể yêu thương con người như vậy được. Người thân trong gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lây nhiễm bởi những lời nói ác khẩu này. Là bậc làm cha, làm mẹ, nếu thường dùng ác ngữ đối với con cái, thì những đứa trẻ này sẽ tiếp nhận và trong quá trình trưởng thành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính chất bất thiện này. Một đứa bé được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có nhiều yếu tố bất thiện, thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tố chất đó.
Còn nếu là phần con cái thường nói những lời thô bạo thâm độc thì chắc chắn cha mẹ thầy cô sẽ dây dứt đau lòng. Những điều này Phật giáo gọi là nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của bản thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Cổ nhân thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng đều có báo ứng tương xứng. Trong cuộc đời, có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền. Càng ít nói thì càng tốt. Bởi theo Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến cho bạn hao tổn hết sạch phước đức. Thứ nhất, tránh lời nói vô căn cứ, nói lời dối trá. Thứ hai, tránh lời nói đưa chuyện thị phi. Thứ ba, tránh lời nói tiêu cực, than phiền. Thứ tư, tránh lời nói ác độc, làm tổn thương người khác. Thứ năm, tránh lời nói xấu người khác. Và thứ sáu, tránh lời nói bất kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại. Nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thiêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác, mà người nói khiến cho những người xung quanh thiệt hại hay xa lánh. Vì thế cần phải tránh xa. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Đức Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây ra quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của mình. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hạnh phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham, sân, si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ như thế nào thì con người của chúng ta cũng như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách, sao cuộc đời mình không may mắn như người ta? Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này than phiền một ngày chỉ bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này. Bởi suy cho cùng thì
nó cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Người xưa có câu, luân ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương thân lục nguyệt hàn. Có nghĩa là, một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng rộng. Đức Phật đã dạy, ở đời luôn có luật nhân quả, đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người khác hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác cũng có người khác lừa dối bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Đức Phật còn dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Người xưa có câu, học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng, cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không. Những câu nói không suy nghĩ, có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói ác khẩu hay làm chuyện hại người, soi mói, nói xấu, chửi rủa người khác chẳng làm ta tốt lên được. Vậy, tốt nhất, thay vì ngồi bới móc, hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân mình. Khẩu nghiệp là loại nghiệp nặng nhất. Những câu nói vô tình có thể tạo ra nghiệp chướng vô lượng. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói của người khác, nhưng cuộc sống là của chính mình. Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Phước họa tại miệng. Lời nói là vô hình, nhưng nhân quả báo ứng là thật. Sống ở đời nên biết tu khổ để tránh rước họa vào thân. Tu khổ cũng là để tích đức cho con cháu sau này. Sự thật ít biết về địa ngục, chuyện có thật ở Việt Nam. Tôi tên Nguyễn Trần Tiếp Trinh, hiện ở đường Kha Dạ Cân, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Có một chị bạn đồng nghiệp làm chung công ty với nhau ở khu công nghệ cao quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Chị tên đầy đủ là Hứa Ngọc Thủy, sinh năm 1965. Lúc đó tôi 21 tuổi, chị cũng 50 tuổi rồi. Đáng lý gọi bằng cô, nhưng trong chị còn rất trẻ. Với làm chung công ty nên gọi chị em cho thân mật. Chị có dáng người nhỏ, làn da trắng, gương mặt chị đầy vẻ phúc hậu. Với một nốt ruồi son điểm ở trán, chị quy y theo Phật từ hồi mới 10 tuổi. Chị ăn chay từ năm 20 tuổi, rất am hiểu Phật Pháp. Chị tên Thủy, pháp danh là Diệu Kỳ. Quê chị ở An Giang, ngay chợ Châu Đốc, nơi có con sông Châu Đốc chảy ngang qua. Chị kể, do cha mẹ chị bị tai nạn qua đời, nên từ năm lên 9 tuổi, chị đã là trẻ mồ côi, tự lập mọi thứ. Năm 10 tuổi, do thiếu thốn, nên chị có vào chùa xin cơm ăn. Cũng từ nhân duyên đó, chị biết đến Phật Pháp. Được một thời gian, chị gặp sư trụ trì, bạch với thầy là mình muốn xuống tóc, nhưng thầy không cho. Thầy nói, chỉ có căn tu, nhưng bụi trần chưa hết nên xuất gia không được. Vì chị có căn tu từ nhiều kiếp nên được thầy chiếu cố, đặc biệt
không cần đợi nhiều người mà làm lễ quy y cho riêng mình chị. Một hôm khi qua phòng trọ chị chơi, chị nấu một bữa đồ ăn chay rất ngon đãi tôi. Được một lúc, bỗng chị hỏi tôi: "Em có tin cõi âm không?" Tôi đáp: "Em tin, nhưng em chưa được chứng kiến." "Vậy em tin lời chị nói không?" "Tin chứ chị, vì chị mà em biết nhiều về Phật Pháp, biết đọc thần chú và cảm nhận sự mát rượi trong tâm hồn khi đọc chú. Vậy em nè, chị sẽ kể cho em nghe chuyện về địa ngục, em có muốn nghe không?" Tôi cười cười, chị này khéo biết nói đùa. "Chuyện địa ngục sao chị biết mà kể được?" Chị lại tiếp: "Chị sẽ kể bất cứ ai muốn nghe, và đây là hoàn toàn sự thật. Em có căn nên em càng cần nghe." Và chị bắt đầu kể, giọng chị thong thả: "Em biết không, hồi đó năm 18 tuổi, chị bị tai nạn xe xém chết. Nhưng may chị bị chấn thương nặng ở tay và chân. Chị chỉ bị va đập mạnh vào xe bất tỉnh 7 ngày liền." Tôi mới hỏi: "Vậy ai chăm lo cho chị trong bệnh viện?" "Là sư cô và thầy trụ trì, vì chị bị tai nạn gần nơi chị ở mà." Trong thời gian đó, chị lạc vào một khoảng không màu tối, lẻ loi chút ánh sáng. Chị thấy cha mẹ chị rồi, chị thấy Bồ Tát Địa Tạng nữa. Bình thường chị hay tụng kinh Địa Tạng nên hết sức tôn kính ngài. Nay được gặp chị mừng quá, nên khi ấy chị đã lại ngài không biết bao nhiêu cái, rồi chạy lại ôm cha mẹ mình. Chị hỏi đây là nơi nào, ngài đáp đây là địa ngục, khiến chị vô cùng hoảng sợ. Địa Tạng Bồ Tát mới nói với chị: "Con có nhiều phước đức gieo từ ba đời, nên ta cứu con khỏi dòng địa ngục, thoát cảnh chết yểu. Ta cứu con để làm lợi lạc nhân thế. Đây là cầu biệt ly." Ngài chỉ về một cái cầu: "Con hãy từ giã cha mẹ, để cha mẹ con đi đầu thai. Còn con hãy về lại nơi đã đi, đừng quay lại. Sau lưng con là địa ngục." Chị liền quỳ xuống và lại Địa Tạng Bồ Tát ngàn lần, cảm kích ân đức của ngài. Ngài nói tiếp: "Trước con có một đời tu, nhưng con đã sát hại một sinh mạng còn non để cứu người khác, nên con phải chịu quả báo chết yểu. Cũng may do con đã tạo công đức hồi hướng cho sinh linh đó siêu thoát, và đời này con tu học theo Phật tinh tấn, không hoài nghi nên thoát được nạn. Ta hiện cho con biết." "Dạ, thưa Địa Tạng Bồ Tát, xin ngài đại từ đại bi cứu chúng sanh muôn loài, và cho con thấy cảnh địa ngục như thế nào, để con lòng thêm định tâm ạ." "Nam mô A Di Đà Phật. Do con trọng thiện căn lớn từ kiếp trước, nên ta sẽ dẫn con đi. Trông thấy sự tình kinh sợ, con hãy ngậm viên này vào miệng và kết ấn hai tay lại với nhau." Chị liền làm theo lời Địa Tạng Bồ Tát. Hai cánh cổng sắt to lớn vô cùng mở ra. Ở trên cửa có hình đồng chó, miệng há to trừng mắt dữ tợn. Cổng vừa hé ra, lập tức ập đến tiếng ai quán rên la của rất nhiều người gộp lại, cộng hưởng thành một tràng âm thanh khiếp đảm. Mặt đất nơi đây phủ một màn khói lan tỏa âm u, phía trên là một màn ánh sáng đỏ xanh xanh chiếu rộng mênh mông, trông rất ma quái. Từng lớp người nói nhau đi trùng trùng điệp điệp, đông đảo vô cùng. Theo sau họ là quỷ sai nhiều vô kể đứng hai bên. Chị và ngài Địa Tạng đang bay trên hư không trên những người đó. Chị hỏi Địa Tạng Bồ Tát, mà là hỏi bằng tâm thức chứ không phải bằng lời nói: "Và thưa Bồ Tát, cho con hỏi những hàng người này là như thế nào?" "Những người đi vào là người đến gặp phán quan, những người đi ra là người đi tới cảnh giới khác." "Và xin Bồ Tát cho con hỏi ngu muội, làm sao không có ai lễ bái người mà chỉ chăm chăm lo đi thôi ạ?"
Do họ vô minh nên không thấy ta, cũng như không thấy con. Vì con đã được ta cho ngậm viên trấn hình rồi. Chị ngang qua một cung điện như cung vua, nhưng bên trong u ám chứ không sáng sủa gì. Rồi chị cùng Bồ Tát bay xuyên qua một bức phách đá giống như nhũ thạch, đập ngay vào mắt chị là một màn hỗn chiến thịt máu dương dại khắp nơi, cảnh tượng hải hùng. Người với người hùng hổ lao vào đâm chém nhau không thương tiếc. Đây đó cũng có những con thú như trâu bò dùng sừng lao vào đâm tú bụi. Chị tập trung nhìn một người bên dưới, thấy anh ta bị chém tới chết, thân xác bèn nhảy. Chết rồi, hoàng hùng sống lại, lại bị chém tiếp. Không biết được màn chém giết này sẽ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Thịt máu văng tung tóe, tiếng hét đau đớn cùng cực, tiếng đao kiếm xoang xoảng gộp lại thành một cảnh tượng kinh tâm khiếp đảm. Bất cứ ai chứng kiến rồi đều phải bủng rủng run sợ. Chị hỏi Bồ Tát: vì sao mấy người này lại đâm chém nhau như vậy? Bồ Tát nói rằng đó là ngọn lửa sân si đốt cháy tâm của họ. Họ không muốn thoát, ngày nào cũng không cứu được. Họ không muốn thoát, ngày cũng không cứu được. Những người này toàn là kẻ buôn bán thịt cá, hoặc câu cá, giăng lưới bắt các loài sinh vật, hoặc đâm thuê, chém mướn. Họ tự làm thì tự chịu, chứ cũng không thể cứu được, vì họ bị một màn vô minh che lấp. Tiếp theo, chị và Bồ Tát xuyên qua một nơi như miệng núi lửa bằng nham thạch nóng bỏng. Chị cảm thấy sức nóng như thiêu đốt dù chị đang ở rất cao. Đây là ngục thứ hai, dạng dạng người, dù không ai thúc ép, tự nhiên lao mình nhảy xuống biển lửa. Rồi họ còn bị ngàn mũi tên xuyên qua. Tiếng la hét gào khóc kinh hồn, như muốn xé tan cả màng nhĩ lẫn linh hồn của người nghe thấy. Thật sự, ngôn từ có cố gắng thế nào cũng không thể mô tả được những âm thanh, những quang cảnh kinh khủng của địa ngục. Đây chỉ là thuật lại một phần triệu tỷ những gì chị chứng kiến được. Lúc đó, chị mới hỏi Bồ Tát: bạch Bồ Tát, vì sao những người đó bị lửa thiêu chết đi sống lại, và còn bị ngàn mũi tên bắn xuống xuyên người? Vì sao Bồ Tát không cứu? Địa Tạng Bồ Tát trả lời: những người này do tâm tham lam bỏng sẻn, kẻ thì rút tiền của dân nghèo, kẻ thì yểm tà mê hoặc lòng người để dơ vét tiền bá tánh, do bị vô minh ngăn che, không thấy Bồ Tát Địa Tạng trước mắt, muốn cứu cũng chẳng được. Nếu như họ biết niệm Phật thì đỡ đau đớn rồi. Qua hai ngục đó rồi, chị cùng ngài Địa Tạng Vương xuyên qua thêm một vách ngăn giống như thạch nhũ màu trắng. Đường dân trên đó có những hình thù rất ghê rợn. Rồi chị thấy những song sắt, rồi cột sắt trùng trùng điệp điệp. Tất cả đã bị nung nóng đỏ, chỉ có nóng hơn chứ không bao giờ có mùi. Người người lớp lớp phải ngồi lên những song sắt đó. Chúng dài khoảng hơn 10 cm, tất nhiên là đâu có ngồi yên được. Bao nhiêu mũi trong sắc nhọn cắm vào da thịt đau đớn khôn xiết. Các tội hồn cứ trườn lên trượt xuống, xương thịt lòi ra cả ra ngoài, máu tuôn như mưa. Đã thế, từ đầu nước phân nước giải của các loài động vật luôn tuôn ra. Họ vừa tắm máu vừa tắm phân giải chịu trận suốt không ngưng nghỉ. Song đâu chỉ có thế, từ trên trời sấm sét đánh xuống đùng đoàn thiêu đốt tội hồn. Đây đó lại xuất hiện những tảng đá tròn to nóng, phần phật lăn qua người, trăm ngàn thứ đau đớn đổ dồn lại. Mức độ khủng khiếp ở đây chỉ dám khẳng định không có nhà văn tài ba lão luyện nào diễn tả bằng lời mà tả nổi cảnh chỉ chứng kiến. Những kẻ nào tội nhẹ trong ngục này thì ôm cột đồng lúc nóng như nham thạch, lúc lạnh như băng giá. Chị chưa kịp hỏi Địa Tạng Bồ Tát thì ngài đã nói: ngục này dành cho kẻ bất hiếu, trời không dung, đất không tha. Tội đã tạo khác nhau nên mới có hình phạt nặng nhẹ khác nhau.
Trên đây chỉ là phần nhỏ của địa ngục này mà chị có thể thấy, chứ toàn bộ địa ngục thì rộng kinh hồn. Em hãy tưởng tượng địa ngục nhỏ nhất cũng bằng hàng ngàn cây số. Tôi nói, vậy chắc địa ngục nhỏ thì bằng nước Việt Nam mình phải không chị? Em nói đúng đó. Mỗi ngục đều rất rộng, vô số chúng sinh trong đó dày đặc nhung nhúc. Bục tiếp theo chỉ đến dù kinh dị không bằng ba ngục chị vừa kể, nhưng lại gây tâm ớn đến tận ốc, từng cơn nổi da gà. Ngục này chứa những hầm cơm dư thừa, nhung nhúc dòi ngoe ngoẩy, rồi cả bò chét và kiến, đủ thứ côn trùng kinh tởm. Những người chịu phạt phải ở trong hầm đó, phải ăn nuốt những đồ ăn dư thừa đã đổ bỏ phí phạm khi còn sống. Còn có những hầm phân của các loài động vật, các tội hồn phải ở trong hầm thưởng thức hết những phân tiểu hôi thối nồng nặc ấy. Đặc biệt là mỗi người một hầm, mỗi hầm chỉ to cỡ tòa nhà 5 tầng thôi. Phần dơ đi lại tự động dâng đầy lên, mà khi nào hưởng hết một hầm đó thì mới đầu thai. Và chị còn thấy một loại hầm đặc biệt nữa. Hầm đó chứa toàn xác chết hôi thối, tổm lợm. Các tội hồn phải nuốt sống, nuốt tươi những thứ thịt ấy. Vì khi còn sống, sát hại sinh vật, mổ heo, mổ bò, bán thịt chó. Chứng kiến tận mắt cái hầm đó rồi, chị sợ phát khiếp, nên chị mới phát tâm ăn chay tới đây. Có tiền là phóng sanh, cầu sám hối tội cũ, tội nghiệp những chúng sanh trong đó. Nếu họ chịu thành tâm niệm Phật là Bồ Tát cứu được rồi, nhưng mê muội không niệm được thì Bồ Tát đành chịu. Bồ Tát từ bi luôn thương xót những kẻ lầm đường lạc lối, chịu hình phạt. Đương nhiên là muốn cứu vớt cho họ, nhưng mà họ không phát tâm niệm Phật được thì Địa Tạng Bồ Tát cũng chịu thua. Chị được Ngài dẫn qua một ngục khác. Ngục này thì chị thấy rất đặc biệt, vì có đầy vàng bạc châu báu kim cương, tiền bạc chất như núi, lấp lánh rất đẹp. Nhưng em biết không, họ phải ăn nuốt những thứ đó. Các tội hồn bị những vàng bạc bao vây, từng tảng rơi xuống như mưa đá. Trúng người nào thì bể đầu nát óc, máu chảy như mưa. Người thì bị đè, kẻ thì bị vàng bạc phóng xuyên qua người, hoặc rơi vào tai miệng tắc nghẹn ở đó. Hoặc vàng bạc lọt vào bụng thì nó phình to ra hơn bụng của mấy bà bầu, vừa nặng vừa đau. Địa Tạng Bồ Tát nói đó là hình phạt cho những người tham lam tiền bạc, ích kỷ, bỏng sẻn, mua bán dân lận kiếm lợi, những kẻ quan chức tham ô của dân. Ở một chỗ khác, chỉ thấy có những chiếc xe không người lái cán nát bét những tội hồn, phọt cả ốc, lòi cả xương ra. Người này phải nhặt những mảnh xương thịt của người kia để tiến hành lắp ghép, quan sát, sống lại, cứ như thế luân phiên nhau. Gây rợn nhất là cái màn ghép tay chân tim phổi lại, không ghép thì tự người đó đau đớn kinh khủng. Cứ như thế, trong một ngày mà từng người cứ diễn đi diễn lại, thảm cảnh bị xe đâm nát bét, văng ra từng mảnh xương thịt, rồi lại chấp nối lại cả ngàn lần chết đi sống lại. Đây chính là quả báo của những tài xế cố ý đâm chết người hoặc gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ở một chỗ khác, có cỗ máy rất to lớn, nghiền nát người ra từng mảnh nhỏ, thịt tuôn ra đến đâu, rồi bò, bu đèn đến đấy, rồi lại bị xây tiếp, cho đến khi nát như bột, xong rồi thì quan hồn lại, bắt đầu xây lại từ đầu. Tội hồn cứ như thế bị hành hình, đến khi nghiệp hết mới chuyển sang những ngục khác chịu hình phạt của những tội khác. Đây cũng là địa ngục cuối mà chị đến. Những địa ngục mà chị chứng kiến cũng chỉ là một góc nhỏ trong hàng ngàn cửa ngục ở đây mà thôi. Đâu đâu cũng là tột đỉnh đau đớn, quỷ khóc sói gào thảm thiết. Đâu đâu cũng là xương tan thịt nát, chết đi sống lại đến vô cùng. Thật là buồn, đời người khi còn sống sao cứ tạo ác để phải nhận đau đớn như thế. Sung sướng trong kiếp người thì đáng bao nhiêu khi so với những đau đớn tột cùng, nỗi đau bất tận này. Sau đó chỉ được Địa Tạng Bồ Tát dẫn lên dương thế
đến chỗ thân xác bất động của chị. Bồ Tát nói, chị hãy nuốt viên ngọc Bồ Tát từng đưa cho chị lúc trước, mà nãy giờ vẫn ngậm khi chị đi tham quan cảnh địa ngục. Chị nuốt từ từ, và thấy Bồ Tát niệm câu gì đó, hồn liền nhập lại vào thân xác. Chị bừng tỉnh, nhìn hướng Bồ Tát đang đứng thì không thấy Bồ Tát đâu nữa. Nhưng chị vẫn nghe âm thanh Ngài nói văng vẳng trong tâm: con hãy tu học Phật tinh tấn hơn nữa, rồi con sẽ thấy những cảnh khác, và hãy làm lợi lạc cho chúng sanh khi họ cầu học Phật Pháp. Chị bật ngồi lên giống như người đã lành hẳn, quỳ sụp xuống lại Bồ Tát, lại không biết mệt. Chị vừa lại vừa khóc như mưa. Rồi khi đó thì mọi người đã đến bên chị. Phật chỉ ra năm kiểu người tu miệng nên dễ gặp được quỷ nhân. Những kiểu người tu miệng nên cuộc đời phú quý, cũng dịp gì họ luôn có lý do để cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, thường được mọi người quý mến, nể trọng, và đặc biệt là không quá bị hoàn cảnh tác động. Phú quý hay phước báo của một người không chỉ nằm ở số tiền bạc mà họ sở hữu, đó còn là một cuộc sống an nhiên, vui vẻ, khỏe mạnh. Ngay cả những người không cần có quá nhiều tiền, nhưng nếu họ biết điều chỉnh tâm lý, biết đối nhân xử thế và có thể tạo ra cảm giác sung túc cho cuộc sống của mình bất cứ lúc nào. Thứ nhất, người không cằn nhằn, khí chất thanh cao, cuộc sống lúc thăng lúc trầm nên sẽ có những chuyện không như ý xảy ra. Thế nhưng nếu trong lúc đối mặt với khó khăn mà luôn than phiền cằn nhằn sẽ khiến những người xung quanh cảm thấy ái ngại hoặc khó chịu. Thí dụ, mỗi lúc buồn liền than vãn kêu ca cuộc đời bất công, tôi hay gặp đen đủi, thì chỉ càng thấy cuộc sống của họ trở nên tăm tối, mọi người tránh xa, còn thần tài cũng không dám lại gần. Thế nên cổ nhân mới kết luận rằng kiểu người tu miệng nên cuộc đời phú quý, là người không cằn nhằn cáu bẳn mỗi khi gặp nghịch cảnh, vì ở họ luôn tạo ra khí chất mà không phải ai cũng có được. Một người hay cằn nhằn thường tỏa ra năng lượng tiêu cực, ngược lại một người luôn tích cực sẽ mang lại cho chúng ta cảm giác thoải mái dễ chịu khi ở gần. Đồng thời tâm thái tích cực của họ cũng lan tỏa và khích lệ mọi người, để lại ấn tượng tốt trong lòng người đối diện. Và dĩ nhiên, họ sẽ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Nhưng không cằn nhằn không có nghĩa là đang cam chịu hay nhu nhược. Thực ra, những người này vốn có sự an tĩnh trong tâm của mình, nên không bị ngoại cảnh tác động. Người đó sẽ đủ dũng khí vượt qua nghịch cảnh. Họ đủ khả năng nhìn xa trông rộng và hiểu rằng khó khăn cũng sẽ sớm qua đi, trả lại cho họ những ngày bình yên. Không phải ai cũng đủ may mắn sinh ra là có số mệnh được quý nhân giúp đỡ. Thế nhưng, chính bằng việc bản thân biết tu dưỡng thì cũng đã có thể cải biến số mệnh và thay đổi vận khí của chính mình. Thái độ quyết định hết thảy và tính cách quyết định vận mệnh. Cho nên, một người có vận mệnh tốt hay không, quý nhân nhiều hay ít, đều có quan hệ chặt chẽ với quá trình tu dưỡng. Một người biết tu thân, tu miệng của mình, ở họ tỏa ra khí chất khiến người khác cảm thấy nể phục. Thứ hai, người ăn uống biết tiết chế, luôn khỏe mạnh. Phật dạy, ta hãy biết đủ, không chỉ là ở khía cạnh tài chính, mà còn ở khía cạnh ăn uống để đảm bảo sức khỏe và sống thọ. Có người hiện đại không quan tâm tới điều này vì họ có sở thích thưởng thức càng nhiều đồ ngon vật lạ càng tốt. Lòng tham khiến họ mắc càng nhiều bệnh tật hơn. Các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Ngày càng nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện đã minh chứng cho sự thật đáng buồn này. Ai chẳng thích được ăn ngon, nhưng không phải ai cũng biết cách tiết chế bản thân vì sức khỏe. Kết quả là tự làm khổ chính mình. Có sức khỏe thì áp da vẻ đẹp, vẻ ngoài thanh thoát. Đó thực sự là món quà xa xỉ của cuộc sống mà không phải ai cũng có được.
Chỉ những người biết ăn uống đúng cách mới hiểu được điều này. Thế nên, những ai biết kiểm soát tốt cái miệng của mình, không ăn uống bừa bãi, biết cái gì nên ăn, cái gì không nên, thì có thể đạt được mục tiêu sức khỏe, lại có thể học cách kỷ luật bản thân trong việc ăn uống. Thứ ba, biết nói chuyện thu phục lòng người. Người biết nói chuyện không phải là người luôn miệng nói, luôn miệng phân bua, kẻ hay tranh phần nói của người khác, thích áp đặt ý kiến, sẽ chẳng ai dám chia sẻ tâm sự với họ. Thế nên, một người biết nói chuyện là người biết khi nào nói câu gì, khi nào cần im lặng lắng nghe. Thậm chí, chỉ cần vài câu ngắn ngủi, đơn giản, cũng có thể chạm tới trái tim của người khác, khiến đối phương hoàn toàn bị thu phục. Muốn có được điều đó, không hề đơn giản. Họ phải biết tu thân, và quan trọng là tu cái miệng của mình. Thêm nữa, họ phải có khả năng thấu cảm, biết đứng vào vị trí của người khác để nhìn nhận vấn đề. Chuyện kể lại rằng, một vị pharaon gửi tặng nhà hiền triết Piat một con vật quý hiếm để làm lễ tế thần. Pharaon còn muốn thử thách thêm về khả năng xử lý vấn đề của nhà hiền triết, nên gửi yêu cầu sau khi cúng tế xong phải trả lại cho ngài cái gì trong con vật quý hiếm này vừa tốt nhất lại vừa xấu nhất. Nhà hiền triết đọc thư xong liền sai người hầu xẻo lưỡi của con vật rồi trao cho thì về mang về cho pharaoh. Nhà hiền triết muốn nhắn nhủ với vua rằng cái lưỡi là phần tốt nhất nếu biết sử dụng, nhưng đồng thời cũng là phần xấu nhất nếu không biết sử dụng nó. Một chuyện khác kể về anh nô lệ Aesop được ông chủ Santo vô cùng tình yêu. Một hôm nhà có khách nên ông chủ sai Aesop ra chợ mua thức ăn. Tuy không được dặn phải mua gì, nhưng anh chủ động mua đủ các loại lưỡi, từ lưỡi lợn, lưỡi bò cho tới lưỡi ngựa, rồi chế biến nấu nướng. Là miệng ăn ngon nên chủ và thực khách đều hài lòng. Lần khác nhà lại tiếp khách, và Aesop cũng được sai đi chợ mà không dặn phải mua gì. Vẫn như lần trước, anh lại mua toàn các loại lưỡi. Chỉ có điều khác là về cách chế biến thêm bớt gia vị. Lần này anh cũng được khen ngợi vì món ngon lạ miệng. Ông chủ hỏi lý do tại sao lại mua lưỡi mà không thử thêm các món khác. Aesop trả lời rằng: "Thưa ông, mọi sự tốt xấu, lợi hại trên đời này đều do cái lưỡi mà ra, đều do người ta có biết sử dụng cái lưỡi một cách khéo léo hay dụng về mà thôi. Vì thế, hai lần tôi đều mua lưỡi về chế biến mà ông chủ và quan khách vẫn không nhàm chán. Cũng nhờ khéo nói hợp với ý chủ, nên anh này càng được chủ tin yêu hơn, và về sau còn được giải phóng khỏi thân phận nô lệ, sống cuộc đời tự do. Vậy nên, muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần để ý tới cách họ nói chuyện. Phúc quả đều từ miệng mà ra. Con người muốn có mệnh tốt, hắn phải tu cái miệng của mình. Thứ tư, người biết giữ miệng, sống đời an nhiên. Cổ nhân với kinh nghiệm sống ngàn đời của mình đã chỉ ra cho chúng ta thấy rằng người không quản được cái miệng thì khó ăn phận thủ thường, thường tự rước họa vào thân. Cuối cùng thì những muộn phiền, chuyện đau lòng của cuộc sống này chủ yếu từ việc một ai đó chê bai, nhận xét hay xì xào, nói xấu về ta. Thế nên nếu không có những lời đó thì cuộc sống của ai cũng đều trở nên an nhiên. Có thể nói, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời này cũng mang theo một tâm sự nào đó, và đó là điểm yếu của họ. Thứ bản thân đang canh cánh, lo âu trong lòng càng khiến cho họ khó có thể giữ kín. Thế mà, chuyện tưởng là bí mật khi tiết lộ cho một người thì sau đó ai cũng biết. Với một người tự biết cân bằng, ý thức được lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng, và kiểm soát hành vi của mình thì luôn có được nội tâm mạnh mẽ. Nhờ biết giữ miệng mà họ có được cuộc sống an nhiên. Hơn nữa, khi miệng lưỡi thế gian cố tình làm tổn thương ta
khiến ta buồn phiền, thì chỉ có cách bình tĩnh tự chủ trở lại, tránh nổi nóng. Cần tránh thêm dầu vào lửa khi do phản ứng gay gắt do đau phương. Trái lại, nếu ta biết nói lời bình tĩnh, có tình có lý, kèm theo chứng cứ cụ thể, sẽ có sức mạnh thuyết phục người nghe, giúp xóa bỏ hận thù, hóa giải xung đột và mang lại niềm vui và bình an cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Thứ năm, người luôn miệng cười dễ gặp quý nhân. Mẹ Teresa từng nói, mỗi khi bạn cười với ai đó, đó là một hành động của sự yêu thương, một món quà, một điều đẹp đẽ. Vì thế, nụ cười rất quý, đó là hành động ban phát, lan tỏa tình yêu của mình. Một người luôn miệng cười sẽ như ánh sáng sưởi ấm trái tim những người xung quanh mình. Đó chính là điều đơn giản giúp bạn hạnh phúc mỗi ngày, mà dường như đã bị bỏ quên vì cuộc sống bận rộn với những lo toan, ưu phiền. Nếu chịu khó quan sát xung quanh mình, ta có thể thấy những người luôn rạng rỡ với khuôn miệng tươi tắn, luôn tạo thiện cảm với mọi người. Nhờ thế mà cuộc sống thuận lợi, đi đâu cũng được giúp đỡ, hỗ trợ. Đồng thời, tâm thái tích cực còn có thể cuốn hút cảm hóa và khích lệ người khác mà không cần phải dùng tới bất cứ lời nói hay sự đe dọa nào đó. Những người này sẽ dễ dàng nhận được thiện cảm và ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Do đó, họ sẽ dễ gặp được quý nhân trợ giúp. Đó thực sự là cuộc đời phú quý mà ai cũng mong có được. Còn ở khía cạnh khoa học, mỗi khi cười sẽ khiến cơ thể giải phóng hormone endorphin, một chất có khả năng giảm đau tự nhiên cho cơ thể, và hormone serotonin, chất dẫn truyền thần kinh mang đến cảm giác hạnh phúc thỏa mãn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những chất hóa học tự nhiên này nâng đỡ tinh thần, thư giãn các cơ bắp và làm giảm nỗi đau thể xác. Thế nên, từ nay về sau, dẫu có đối mặt với nghịch cảnh cũng đừng buồn bã, cũng đừng than khóc tới mức bi lụy. Hãy mỉm cười đối mặt, rồi cánh cửa đi tới con đường hạnh phúc sẽ mở ra trước mắt bạn. Lời Phật dạy, có ba cái khổ trong đời. Cái nào mà bạn chưa từng trải qua? Phật dạy, đời là bể khổ. Cái khổ trong đời có ba cái khổ to nhất. Khổ nào là tự nhiên? Khổ nào do chúng ta tự chuốc lấy? Khổ nào lớn hơn khổ nào? Thứ nhất, cái khổ trong đời, khổ tự nhiên. Khổ tự nhiên như đói quá, no quá, nóng quá, lạnh quá, vân vân, thì ai sinh ra trên đời, từ Phật cho tới chúng sanh đều phải có. Khổ này cực kỳ quý giá, là món quà tạo hóa tặng cho mỗi người. Nếu không có cái khổ này thì trở thành cục đá, không có cảm giác biết nóng lạnh vân vân. Cái khổ này là tự nhiên, là cần thiết như bản năng sinh tồn trong đời sống, giúp chúng ta biết rõ mức nguy hiểm đến mạng sống để tránh. Biết sống tức là biết trân quý giá trị của cái khổ này trong cuộc đời. Khổ tự nhiên không chỉ đề cập đến sự đau khổ về mặt vật chất như bệnh tật, sự giàu nghèo hay tổn thương về mặt tâm lý. Nó còn ám chỉ rằng cuộc sống trong chính nó với sự tạm thời, không ổn định và không thể đáp ứng được các kỳ vọng và khao khát của chúng ta. Theo quan niệm Phật giáo, khổ tự nhiên là một đặc trưng căn bản của sự tồn tại. Sự thay đổi, sự phiền não và sự không thỏa mãn là những khía cạnh cốt lõi của cuộc sống. Dù chúng ta có được những niềm vui tạm thời, chúng cũng chỉ là những trạng thái tạm thời và cũng không thể duy trì mãi mãi. Khổ tự nhiên không chỉ đề cập đến sự đau khổ mà còn là một lời nhắc nhở và một cơ hội để khám phá và hiểu rõ sự vô thường và phiền não trong cuộc sống. Nó khuyến khích chúng ta tìm kiếm sự giác ngộ và giải thoát từ chuỗi khổ tự nhiên bằng cách tu tập các đức tính cao quý như từ bi, nhẫn nại và chánh niệm.
tầm quan trọng của khổ tự nhiên trong Phật giáo không chỉ nằm ở việc nhận biết sự tồn tại của đau khổ, mà còn là ở việc nhìn nhận nó và tìm kiếm lối thoát. Điều này mang đến hy vọng và khát vọng để tiến tới sự giác ngộ và giải thoát cuối cùng từ chuỗi khổ tự nhiên. Thứ hai, khổ quả. Theo lời Phật dạy, cái khổ này là hậu quả của những nhân bất thiện trong quá khứ. Khổ này biểu hiện luật nhân quả, giúp mọi người thấy ra những nghiệp nhân sai lầm mà mình đã tạo tác trước đây. Hậu quả đó biết điều chỉnh lại nhận thức và hành vi của mình. Khổ quả mang tính giáo dục rất cao, giúp mọi người tiến hóa trên đường giác ngộ, giải thoát. Nếu không có khổ quả, thì không ai biết được mình đã sai lầm như thế nào. Khổ quả là một khái niệm trong đạo Phật, cũng được gọi là duyên khổ hoặc karma. Nó đề cập đến quá trình hậu quả của các hành động, ý niệm và tư tưởng mà chúng ta đã trải qua trong quá khứ. Theo quan niệm Phật giáo, khổ quả là quá trình mà chúng ta gặp phải những hậu quả và trải nghiệm những hành động tích cực hoặc tiêu cực trong quá khứ của chúng ta. Theo đạo Phật, mỗi hành động của chúng ta sẽ tạo ra hậu quả, và chúng ta phải chịu trách nhiệm và trải qua kết quả của những hành động đó. Khổ quả không chỉ giới hạn trong một đời sống hiện tại, mà có thể kéo dài qua nhiều đời sống liền kề. Nó không chỉ bao gồm những khổ đau và khó khăn, mà còn bao gồm cả niềm vui và thành công. Khổ quả không phải là một hình phạt, mà là một cơ hội để chúng ta học hỏi và phát triển tâm linh. Nó giúp chúng ta nhận thức được quan hệ giữa hành động và hậu quả, khuyến khích chúng ta làm việc để làm điều tốt và giữ tâm trong sạch. Trong đạo Phật, mục tiêu cuối cùng là giải thoát khỏi khổ quả và đạt được niềm an lành và giác ngộ tối cao. Để làm điều đó, chúng ta cần tu tập các đức tính cao quý như từ bi, nhẫn nại và chánh niệm để dần dần giải thoát khỏi chuỗi khổ quả và tiến tới giác ngộ và giải thoát. Thứ ba, khổ ảo. Khổ này chỉ do ảo tưởng tạo ra, chứ vốn không có thật. Đây mới chính là khổ đế mà Đức Phật nói đến trong Tứ Diệu Đế. Nó còn khổ hơn cả hai loại khổ trên, nên mới gọi là khổ đế. Khổ này có thể chấm dứt hay đoạn tận khi không còn ảo tưởng tham sân si. Nhầm lẫn khổ đế với khổ tự nhiên và khổ quả là không đúng. Khổ do dục ái, hữu ái, phi hữu ái tạo ra mới hình thành khổ khổ, hoại khổ, hành khổ trong khổ đế. Ba loại khổ trong khổ đế này đều do ảo tưởng tạo ra nên gọi là khổ ảo. Mặc dù do ảo tưởng tạo ra, nhưng một khi đã hình thành kết quả thì lại trở thành khổ quả thật. Thí dụ, do tưởng tượng mà sợ ma, khi đã sợ hãi thì lại mất ăn mất ngủ. Thế nên từ khổ ảo của tâm sinh ra khổ thực trên thân mà trở thành khổ thọ. Nếu ảo tưởng biến mất thì khổ ảo cũng biến mất luôn, chỉ còn di chứng trên thân mà thôi, như nhồi máu cơ tim chẳng hạn. Thí dụ, một người thấy sợi dây tưởng là con rắn thì sợ hãi, lo âu phát sinh nên thần kinh căng thẳng mà khổ. Nhưng khi nhìn lại thấy sợi dây thì toàn bộ ảo ảnh cùng với ảnh hưởng của chúng chấm dứt. Cho nên cái khổ này là khổ có thể chấm dứt được bằng cách quán chiếu thấy được nó chỉ là do ảo tưởng sinh ra. Khổ đế cần phải được hiểu đúng. Nhiều người hiểu lầm khổ đế là khổ tự nhiên hoặc khổ quả nên cố tu để mong